anh là nói tiếng có go bóng gỗ kêu gồ gồ phải không anh, không có lưu lót. Nhưng mà miền Nam là thánh 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 nhân, miền Bắc là chỉ là danh nhân thôi, miền Trung là dĩ nhân. Thì mà mình nói thầy sấm cơ nha, thì mấy vị mới nói là quy cổ diệt kim, chỉ có Minh Vương mới yêu một cái dân tộc, mới đem cái dân tộc đoàn kết và thống nhất một tiếng nói. Đó là trong sấm cơ nói. Còn thằng nào là Minh Vương thì mình phải hỏi Đức Thầy. Bốn bài úp Đức Thầy sẽ lật. Mình đâu biết thằng nào. Mà Minh Vương là người Nam, người Bắc hay người Trung? Thầy thánh nhân đã nói xuống miền Nam, cá gô bỏ một gỗ kêu gồ gồ. Thì là Bảo Giang Thiên Tử Sức. Thì những cái dòng sông của miền Tây á, là sông Cửu Long á, thì mới có thánh nhân xuất hiện, thì nó mới có núi Cấm Nhiệm Màu. Thì mình biết là vậy, mình nói là sấm cơ, còn ngoài thiệt như không biết. Còn Minh Dương ở ngoài Bắc thì Minh Dương ở miền Trung thì ai thích là Minh Dương cũng đều được hết. Còn thằng nào thì phải chờ Đức Thầy lật cái bài lên, chưa biết. Thằng nào phải phải làm được việc kìa, chứ không phải con ông cháu cha cái đưa lên Minh Dương nữa xong luôn á. Minh Dương á là phải có Thiên Long Bát Bộ, có mấy vị thiện thần gia hộ mới thành công. Chứ cái xác phàm một người, một cái chân mạng nhỏ, không có thể nào đưa nước Việt thanh cường thịnh được. Tại vì nước Việt tà rất là nhiều, và mỗi người mỗi ý. Việt Nam á, là một cái nước không hòa đồng nhất. Và thể mà con cua mà muốn bò khỏi nồi á, là mấy con cua khác nó kéo xuống. Ở Mỹ này cũng vậy, người nào mà khá một chút là bị người Việt Nam khác chê bai thôi. Không có đoàn kết. Em muốn hỏi là tại sao người Việt Nam của mình nó không đoàn kết từ xưa tới giờ? Bắt buộc là tự về những cái thần hồn của người Chiêm Thành, Chân Lập. Ngày xưa đó, mình chỉ có tới Huế thôi, Hà Tĩnh thôi. Sau đó cái chính chúa 13 đời vua chú Nguyễn Hoàng mới nghe ngài Trạng Trình cố vấn là hoành sơn nhất đái dạng đại dung thân. Thì từ đó chú Nguyễn Hoàng mới khai mở miền Nam, từ Huế cho tới dài cho tới Cầm Mũi Cà Mau, thì giết biết bao nhiêu dân tộc. Trong đó người Chiêm Thành bây giờ họ còn khoảng 100.000 người. Nếu họ sống họ bây giờ chắc 200 triệu người. Cho nên Hận Đồ Bàn á, có vẻ Hận Đồ Bàn á, thì những cái vong hồn của họ chết mới có 1.000 năm đấu nhầm gì, thì họ nhập vô người này, họ nhập vô người kia. Vì tại sao mình không có hoài đồng với anh em ruột của mình? Nhiều lúc mình cưới một chồng lúc đầu mình coi nó đẹp trai như là Tom Cruise, sau này nó xấu như là quỷ vậy. Thì những cái vong linh, những cái hồn ma mà chết quan á, họ trả thù qua trả thù lại, trả cái nghiệp của một quốc gia đó. Trả đến khi nào cái quốc gia đó trả hết nghiệp, thì cái quốc gia Việt Nam mình đã trả nghiệp. Từ thờ bên sông Dương Tử, vua Thần Nông lập ra 100 bộ lạc người Việt từ bên Tàu, bị người Hoa Hạ đánh đuổi dài xuống. Rồi tới ngày hôm nay mình vẫn không đoàn kết. Cho tới thời Trịnh Nguyễn phân tranh, tức là hai nước Việt có chút xíu thành hai ông vua, cũng đã là chia đôi rồi. Xuống tới hôm nay ra Cộng sản quốc gia nha, là đã căng với nhau 20 năm nội chiến từng ngày rồi đó. Gia tài của mẹ để lại cho con ôi đứa con cùng cha, con cùng cha chớ hận thù gì đó là bài đó. Thì mình chia rẽ nhau là do cái nghiệp. Mình đang nói về nghiệp, tất cả đều là do những cái vong hồn chết quan nó nhập vô tay Bác Trọng ký vài cái, nó nhập tay vô Bác Đinh Gia Thăng ký vài cái thành ra đường Cát Linh, nó nhập vô tay Bác này Bác kia ký một cái là một đống cái nghiệp mình phải trả nợ cho Trung Cộng. Thì là do
trượt. Thì tới ngày hôm nay mình sắp sửa trả hết nghiệp, đó sẽ đoàn kết. Nước Mỹ nó cũng có nghiệp. Hồi xưa tự nhiên mấy thằng cầu thủ football rồi Michael Jackson nữa, nó bên phía châu, nó cầm tầm dông giặt nhọn, nó rượt khỉ, rượt cọp gì kể chá đi, tự nhiên bắt nó xuống thuyền, chở nó qua bên đây, rồi làm nó mất quê hương, rồi đi đài đọ nó, bắt nó làm nô lệ. Thì hôm nay nước Mỹ cũng đang trả cái nghiệp Mỹ, Mỹ trắng, Mỹ đen vậy. Cho nên tất cả khởi xướng từ là do cái tâm của con người vì lợi lạc cho mình mà làm tổn hại đến người khác thì phải trả thôi. Sau này nước Việt sẽ hết trả nghiệp, là vì nước nghiệp có cái đạo thiên tâm, có đạo Phật. Một quốc gia mà trước khi cái đạo thiên tâm là đại đạo ra đời thì có đạo Cao Đài ra đời trước, hình như 100 năm trước. Rồi sau đó đạo Hòa Hảo, đạo Bửu Sơn Kỳ Hương, rồi đạo Khất Sĩ cũng ra đời. Một quốc gia mà một cái miền Nam mà ba bốn đạo ra đời đâu phải là chuyện dễ. Một cái đạo thôi là thống nhất Trung Đông rồi. Đạo Hồi là ông Mohammed, hồi xưa ông cởi ngựa ông đánh giặc cà rầm gì đó, ông cũng giết một đống người. Rồi ông đi từ thành Mê Ca qua thành gì đó. Rồi hôm nay là 3/4 thằng chùm khăn á là cả thế giới. Giờ Indo tới Mã Lai cũng là đạo Hồi á. Hồi xưa Chúa Giê-xu cũng hiền lành, lành hiền. Ông đi ông chỉ kêu hiền lành thôi, ông đâu có cuốn kinh thiên tâm đâu. Mà hôm nay quá trời luôn, nhà thờ đạo Công giáo, đạo Tin Lành, tòa thánh Vatican. Mình hôm nay mình có đại phước, cha mẹ kêu đọc kinh thiên tâm, Tam Đại Tạng Kinh. Người nào căn cơ cao, đại căn thì học Tam Đại Tạng Kinh. Và không phân biệt Bắc Tông, Nam Tông, cũng chẳng phân biệt đạo Hồi giáo hay đạo Công giáo. Tự vì đại đạo ra đời thì gồm chung hết tất cả các đạo, mình phải tôn trọng người ta. Chứ mình không có giống như Nam Tông thì nói Bắc Tông biết ngồi thiền, Bắc Tông thì chê Nam Tông vô gai còn ăn mặn, tôi ăn chay. Cái ba Nam Tông bắt bẻ lại, ăn chay đâu có thành Phật. Hồi xưa Phật Thích Ca đi gieo duyên, đi khất thực khắp tất cả các nơi, ai cho gì ăn đó. Còn Bắc Tông mấy ông sau này sướng quá, ngồi chỗ thì nên bớt sát sanh, ở đó là trồng rau cải ăn. Tức là mỗi đạo, mỗi bên đều có lý do của họ hết. Mà thành Phật hay không, nó không phải là ăn uống nha. Phật hay không là do mình quyết định mình muốn thành Phật hay không. Mỗi sự việc nhỏ tới sự việc lớn, và ngay cái phòng này nè, có muốn thành Phật hay không, quyết định đi. Mình thử giùm cho. Ai muốn thành quỷ giơ ta lên. Không thấy ai hết trơn nha. Ai muốn thành Phật giơ ta lên. Ôi trời, quá trời thành Phật luôn. Trời, hai bàn tay đổ quét ghê luôn. Thật sự chúng ta sẽ thành Phật. Tại vì những người mà có đại duyên á, mang được cái dấu hiệu thiên tâm hôm nay á, là mấy vị gia hộ từ đây cho cuối đời sẽ gặp rất là nhiều thuận duyên. Cả đời sống cũng vui vẻ, về mặt tinh thần cũng không có cô đơn nữa. Khi chết á, là có các chư vị sẽ đến rước, là khi mang dấu hiệu này thiên tâm là có phước. Trong đó có mình nữa. Tại mình là người truyền tin thì mình phải có trách nhiệm. Cũng giống như nào mà cấu kết đi vượt biên á, đi móc nói vượt biên á, thằng đó phải đưa người lên thiền đàng hoàng, phải không? Tới bờ bến Thái Lan đồ, mà Mã Lai đồ, phải không? Chứ không phải bỏ con giữa chợ hay bỏ thuyền lơi khơi ngoài biển nó chìm đâu, không có. Mình là truyền tin, mình có trách nhiệm. Mình thuộc dạng đủ hết, vừa tài công, vừa tài cải, vừa nấu ăn, vừa làm cho quý vị vui luôn. Bữa nào mà không lên mạng ở Việt Nam quá trời, anh sao 2 tuần nay không thấy anh,
lắm như bà con rất là thương mình vậy đó. Cho nên bữa nay mình ngồi chót chót, có nhiều người á họ nói ô ông nội này ông nói vòng vòng có nhiêu đó, thì tiên cơ chỉ nói vậy thôi, giờ nói sao sắp sửa chiến tranh thì nó vậy, còn là những cái mấy cái chính đó thì là tiên cơ. Hồi xưa Đức Tăng Trình nó sẽ có trận chiến thứ ba, thì giờ mỗi lần tiên tri nói cái gì á, đâu phải là chuyện ở trên trời nói rồi cái thay đổi hoài đâu, không có. Như từng này đâu có gì đâu mà update, chỉ có update là nước Việt sắp sửa thay đổi lớn, nước Tàu sắp sửa thay đổi, cờ vàng cờ đỏ sắp về Việt Nam, rồi chuyện trong từng này chuyện gì ta, từng rồi kiệt bị Đức Thầy La, xưng hạ tác cuồng thư là tên của con không giải thích cho họ cho kỹ cho rõ. Cho nên đó là mấy cái chuyện mới thôi, chứ còn bình thường chuyện nói chuyện về trên á nói tùm lum hết, nói chuyện hãng rồi nói chuyện gia đình rồi nói chuyện này chuyện nọ. Còn cái đường hướng mà để chờ cơ vận xảy ra đó thì đó là chuyện mới. Có một cái là từ đây cho tới 4 tháng nữa thị trường chứng khoán mọi nhà mọi nơi phải thủ cơm thủ gạo, thì cái đó thì đã nói bao nhiêu tháng nay rồi, hôm nay là đến lúc là nó sẽ xảy ra như vậy thì cũng đúng vậy thôi. Tiên tri nó sẽ không có thay đổi nhiều, trừ những chuyện quá lớn giống như giờ chót mà nước Mỹ chưa có đoàn kết á, Mỹ đen Mỹ trắng chưa đoàn kết thì lúc đó ông Trump sẽ chưa có lên làm tổng thống được. Tại vì khi ông làm tổng thống là ông bình trị thế giới, đó là cơ vận đi như vậy. Còn trước khi mà được cái đó thì tất cả mọi quốc gia phải đồng bộ nhau, dân tộc Mỹ phải đồng bộ nhau, mấy cái đầm lầy á là phải lộ lên hết. Thì hôm nay tự nhiên cái anh Hunter mình á, cái laptop của ổng hồi xưa đi sửa là lấy về không, chắc ở trên lúc đó mấy vị khiến cho nãy quên đem về, cho nên thành ra bữa nay cả đống chuyện mới lòi ra, đúng không? Cái đó cũng bị khiến rồi. Bữa nay xui nó chưa bao giờ nó ngờ là Twitter tự nhiên nó vô tay có thằng hành tinh Elon, thằng nó moi ra thêm đống nữa, là cái này nó giống y như Watergate của thời ông gì ta, ông Nixon hả? À, Nixon, bây giờ cũng y như Nixon. Thì cái đó là kiệt lại nói chúng nữa, chuyện đó ông Biden là nửa đường gãy gánh, thì bây giờ cũng sắp gãy gánh rồi đó. Mấy con coi thử, quý vị coi thử, khi ông gãy gánh thì sao? Gãy gánh thì hai bà phụ nữ sẽ bị hạch tội đã luôn á. Hồi xưa bà tới nhà tôi bà lục xót ha, Alamago và lục xót, hôm nay tôi lục lại, nghĩa là cái nghiệp nó đi qua đi lại. Rồi sau này quân đội sẽ đứng lên chống đối một người phụ nữ không thích người phụ nữ làm tổng thống, thì quân đội đứng lên, Mỹ đen cũng không thích, Mỹ trắng cũng không thích, thì lúc đó nước Mỹ mới gọi là đoàn kết. Thì đúng cơ trời, cả thế giới này cũng vậy, mọi thứ nó phải gọi là điều hợp với nhau thì cơ vận nó sẽ rớt xuống, nó cũng cùng đi một lượt, thầy theo nít chìm một lượt. Tất cả ai mà theo chủ nghĩa Các Mác thì xong, không còn nữa. Thôi mình nói Việt Nam có đại phước đây, có Phật che chở, chưởng nước duy nhất trên thế giới là làm cộng sản, còn nhiều là tự do hết. Tàu nó sẽ tự do, tại vì Tập Trấn Bình kia này bị lôi đầu xuống Nội Mông, Tây Tạng, Tân Cương, những cái nước mà nó chiếm người ta đó, người ta sẽ độc lập, đúng không? Thì coi như nước Tàu là thành nước tự do đi. Cuba bữa nay cũng là tự do rồi đó, gần rồi. Thằng Bắc Hàn là coi như là xong, đói quá thì đi hù người ta thôi. Việt Nam mình có đại phước chưa Bác Trọng lại làm tổng bí thư tới 100 năm nữa đi, nếu bác còn sống, nếu bác còn sức chứ quên, sorry, sống mà chắc không sống nổi, sợ hết sức, trường nước lại thì được rồi. Tại nước này có Phật che chở, tại cộng sản quá giỏi cho nên phải để lại.
một nước duy nhất trên thế giới. Không đâu. Nhưng mà chơi mình nha, không có công ty Mỹ vô nghe, 6 triệu Việt Kiều cũng không được về nha. Mày về là tao dụ mày vô tao thịt mày hết. Ở đây tao còn thịt mấy ông bầu nữa, không chi tụi mày ở Mỹ về. Đúng là chơi mình. Bởi vì có nghĩ Mỹ nó chừa lại nước không? Nhưng mà dầu sao nữa đó, cũng là ghệ đẹp, ghệ chảnh. Lúc là nhảy dù qua anh Bình, lúc là nhảy dù qua anh Biden này nọ, cứ là đu dây vậy đó. Nào cho tôi miếng mồi tôi lên giường với thằng đó một bữa. Việt Nam ý như vậy á, không có trung thành. Có một cái á, bển sẽ thay đổi một cách màu nhiệm mà bề trên không có cho trả thù nha. Chỉ có một người duy nhất làm được chuyện đó là Tâm Bồ Tát mới làm được. Chứ giờ bển cho rồi, đất lấy của người ta như ở Thủ Thiêm, hay là những cái vùng mà đất của người ta lấy rồi cái xây lên bán. Ở bển á là không có làm cái gì ra tiền hết, ngoài cái mảnh đất mẹ ốm nhách lấy đất làm giàu không. 10 người giàu là đất, không có cái nghề gì khác. Còn bao nhiêu người đi du học qua Đài Loan hay là Nam Hàn hay là Nhật hay cả qua Mỹ nè, cũng làm nghề phục vụ không, khi về rồi 2-3 năm xài hết tiền rồi cũng không có nghề ngỗng gì hết. Hay là Phật nói nước Việt nghe thấy buồn, giờ xin tô phở gửi tiền về được rồi đó. Bữa nay cái bác Đam á, mà hồi xưa là anh hùng chống Covid đúng không, bác ôm ốm mà kiến á, bữa nay tự nhiên tới gờ chán ổng. Ổng là anh hùng gờ ổng làm gì, hồi xưa mình cũng hâm mộ lắm á. Ổng chống Covid số 1, nhớ cái thời gian nước Việt không bị Covid á, là lên đài khoe ta là chống Covid number one đúng không. Là nhờ bác Đam. Rồi giờ mấy cô thư ký của bác bị gờ chán nè, bị bắt phải không, mới nghe. Nói kiểu này sao mới bác chịu mua vé bay cho mình về trời. Cứ nói bắt chồng gán để dành tiền xây binh mua giùm cho con cái vé đi bác, con về con đấm bóp cho bác. Ông nói tao liêm chính, tao đâu có tiền đâu mua vé cho mày. Rồi ai hỏi gì không, hỏi đi. Dạ sư phụ, có một câu hỏi của Brian Tran. Chú Kiệt cho hỏi nước Việt có bị chia đôi không, hay sao cơn vận đổi sao về sẽ vẫn là thống nhất là số 1? Nước Việt sẽ mãi mãi không chia đôi. Chỉ có bây giờ Việt Nam họ biết họ không có giữ nước được, họ mới đưa ra một đống mấy thằng truyền thông ở hải ngoại. Đừng có tưởng truyền thông hải ngoại là của hải ngoại nha. Nó chửi về cộng như là tàu lá vậy đó. Nhưng mà thật sự nó là làm việc cho bển. Cũng giống như Bắc Đại bển qua đây cặp chỗ với mấy ông gì, ông gì bạn mình, ông Ngô Kỷ. Đó là toàn là đóng kịch không á. Để làm chi? Để họ tìm một cái đường lối, để mà giống như cây dù vậy đó. Rồi tự nhiên có một thằng nó đề nghị ra, nó nói thôi mình không xong rồi, mình chia cái bánh ra làm hai nữa, tức là chia vị tuyến 17 nữa. Cái đó cũng một cái theory, cái đó là quan đường, cái đó gọi là nghịch thiên đó. Mấy thằng đó sau này á, nếu mà có cơ hội á, lôi đầu ra hết. Những cái người cộng sản mà thứ thiệt mà đảng viên không đáng ghét, tại họ lớn lên cái chủ thuyết đó, họ lầm, nhưng con họ sẽ đền bù lại những cái chuyện của họ làm sai.
Còn những cái thằng ở Mỹ này nè, mấy thằng thổ tả vùng này nè, những Nam Cali á, mấy thằng đó đó cũng giống như nhiều lắm. Lân gì nữa, dòng trái đất hay là Bắc Hữu gì đó, chưa có hai thằng nó chưa có bị cộng mua chuộc. Đó là Quy với thằng Phong thôi, thì quen hết đó, biết hết. Nhưng mà trên truyền thông quý vị đừng có nghĩ ai cũng là người của chánh nghĩa nha. Nó mang danh chánh nghĩa chứ là nó không á. Tức là họ tìm một, giống như giờ Mậu Thầu, Mậu Dĩ sao? Phải tìm đường binh, dách dách lầu hay gì đó. Họ tìm đủ kiểu thôi, binh đó. Binh kiểu nào, chuyện nói rồi, cơ vận đi hàng nghìn năm. Binh cũng không bằng ông trời binh. Càng ngoan cố chừng nào, càng lên tiếng nói trong lúc này chừng nào, càng sẽ ghi sổ bề đen chừng đó. Sẽ có người đang ghi á, mình nói được tức là có bề trên ghi hết. Thằng này nó giả bộ đóng kịch đó con, nó là cộng sản thứ thiệt. Nhất là thằng này nè, cái ông nội mà hay tổ chức cờ vàng ba sọc đỏ ngay cái Grand Central Mall nè, chửi cộng sản đã đảo này đã đảo kia đó, giống như bữa hổm đi Đàm Vĩnh Hưng rồi đó. Mình đâu cần thiết để mình chửi Đàm Vĩnh Hưng. Bây giờ ở đây mình động thì bệnh nó tịnh, đúng không? Cái chiêu người ta chơi như vậy đó, có nghĩa là mình cứ để tự nhiên thì là mình là chánh nghĩa. Còn mình vì một thằng ca sĩ, tại sao mình phải đi làm ồn ào? Là để cho mấy cái đứa nhỏ bên Việt Nam nó ghét, nó ghét để mà nó đừng có đứng dậy, để cho mấy đại ca bò vàng được yên. Là cái trò chia nó đi ngược lại vậy. Nên nhớ, cho nên thằng nào ở đây chống cộng phải coi chừng nghe. Như miền Nam chứ có bác già HO á, tưởng là HO thiệt á, cũng là HO nhưng mà bây giờ thành ra là vàng ô rồi chứ đâu còn HO nữa. Tại theo thời gian đi theo bao thơ, rồi có những nhóm đi theo phi vụ, tức là đợt này mày chống tao đi, mày chửi tao đi. Giống như tao tưởng Đào Minh Quân là chống cộng thiệt, không phải. Nó là về cộng nước thiệt á. Để hình Hồ Chí Minh ngay trước cửa ông đạp mặt trên tượng Hồ Chí Minh để mà cho người ta đựng tin. Nhưng mà bờ trên nói là ăn đây. Tức là bên kia làm những cái để cho, tức là Mỹ dân ở bển rồi, còn Mỹ dân bên Mỹ nữa. Nhưng mà chỉ có thần thánh họ không có mị được, họ mị người đời thôi. Tưởng khu này của ai thì chỗ mình đang ngồi nè, nó của Singapore hả, của mấy ông nội nó rửa tiền á, giả bộ mở corporation Singapore. Khu này nè, Vinmetal nè. Sau này á, có một thằng nào mở quen trong iOS hay là quốc hội á, nó gọi nó audit lên cái là chết bà hết á. Tự vì ta chưa làm thôi. Đừng có nghĩ là mình chia lấy tay mà chia trời. Không có chuyện đó, cái gì thật thật dễ dã. Sau này nước Việt thống nhất một nước, không có chia đôi, câu trả lời. Hỏi đi, microphone ông hỏi. Mãi nó không có vô cái máy.
Tại cái máy nó thâu từ bằng computer á, nó phải có cái microphone nó mới vô, không phải là âm thanh nó đây, âm thanh nó đi từ trong cái kia. Anh ơi, mẹ em muốn lên Thiền Long Sơn nên tuần sau á, khi nào anh ở đó thì có thể cho em biết để em chở lên. Lúc nào lên cũng được, bữa nay trời mưa mà. Thì anh biết hôm nay đi không được mà, không biết dạo này mình tự chạy xe lên không được đó, nên em mới hỏi. Ok, dễ mà. Ok, em cảm ơn anh. Có gì anh cho em biết. Lên lại Phật thôi phải không? Mai nhưng biết có mưa không ta? Bữa nào nắng nắng á. Mưa ở mà ngộ nghe, hồi sáng hợp với mấy gì trên trời. Mình cái này mình đang mưa ầm ầm, kiệt cũng phải mặc áo lạnh. Vậy mà mình nhìn thấy mấy ngày không có bị dính nước. À mấy ổng ngầu thiệt á, mà không có cái dù luôn. Mấy ông đứng dưới mưa mà không có ông nào bị ướt á. Mấy ông rồng với mấy ông trên trời á. À hình như họ có cái gì siêu á. À, mưa thì cứ giạt giạt thôi. Mà mưa trước mặt luôn á. Thần thánh không có bị mắc mưa. Mới nãy nè, cũng lạ. Chỉ chỗ cây gỡ á, mỗi một cây dừa là có một ông thiên tướng đứng đầy hết. Mà mấy ông đứng ngày đứng đêm mà đứng mấy chục năm mà mấy ông là không có mỏi nha. À ngộ thiệt. Giống như trong cái cảnh giới của họ nó là ngắn lắm vậy đó. Nhà kia ở là cây dừa nào cũng có một vị đứng hết. Sư phụ có câu hỏi của Trân Nguyễn. Anh Kiệt cho hỏi, đã mang họ Thiên rồi, khi chết ghi tên trên cáo phó là Thiên Văn Tài hay là Nguyễn Văn Tài ạ? Xin hãy giải đáp, cảm ơn. Ghi cả hai. Nguyễn Văn Tài là cho người đời, còn Thiên Văn Tài là cho mấy ông ma với mấy chư thần người ta đọc. Mình con của ông trời, để mình khỏi phải sắp hàng xuống địa ngục, mình sẽ có tòa sen rước ngay lúc đó. Ngăn con không đọc hả? Buồn ngủ rồi hả? Đọc đi, bảo con cái microphone mà ăn đứa đọc một cái. Đổi gì vậy? Sao mấy người ở xa anh Florida anh có hỏi gì không? Cười cười. Nhìn cười cười là vui rồi hả? Kiệt nhận anh làm đệ tử hả? Tướng anh quá trời ngon mà anh chắc cũng có mấy ngàn đệ tử. Tướng hôm nay cũng giàu. Dạ tại vì em bệnh rồi gục xuống bất cứ lúc nào cho nên em không đi làm được cũng lâu. Rồi anh cũng không đi làm cho nên tướng giàu không có đồng nào. Ông tướng ông ngon á. Tướng ông này mà với tướng của mấy ông lãnh đạo bển, tướng này ngon hơn nhiều. Ông mặc áo vest rồi vô phải không? Tướng trời mà. Còn cũng xin tiếp lời ảnh là tôi một lần đi rất là khó khăn, nhưng mà con xin mẹ thành tâm muốn làm đệ tử của anh, xin được làm. Ở trên mạng có một số người chấp, người ta nói Kiệt ham làm giáo chủ, thôi anh là người hiền từ, anh làm từ thiện thì anh làm nhà từ thiện đi, anh mơ ước rồi này nọ hay gì là Phật. Họ không thích, họ nói kiểu nào cũng được. Nói ông này lúc đầu ông làm từ thiện, giờ ông thích làm giáo chủ.
Tới ngày hôm nay chị cũng chẳng có biết giáo chủ là gì, chị chỉ biết một điều duy nhất từ đầu tới cuối, đó là sự thật. Người con trai của Thượng Đế và người truyền tin thôi à. Còn cái chuyện quý vị muốn nói kiểu nào là do cái ý kiến của quý vị nói. Ở trên mạng ta muốn nói kiểu nào nói. Còn Kiệt bất di bất dịch 100% là thật. Kiệt là người tái sanh, cha sai xuống. Đó Kiệt chỉ biết như vậy. Và thứ hai, Kiệt là người truyền tin cho cha và cho chư Phật. Những lời Kiệt nói không phải của Kiệt. Mấy vị kêu Kiệt ra đà lên mạng nói. Ngày đầu tiếng Việt không rành, nói từ chữ cà gặn. Rồi bây giờ bị chửi nhiều quá, cũng hơi lanh chút rồi đó. Để cho thích ứng như trên mạng phải không? Thì đó là thật. Còn cái chuyện mà mình ham làm sư phụ và giáo chủ là không có. Chỉ có gần đây mấy vị mới kêu, tại sao núi Thiên Long Sơn gần cả chục năm nay mà vẫn bị trở ngại? Là gì quý vị? Ở trên bờ trên nói giờ cái núi nó lớn 300-400 mẫu như vậy, rồi biết bao nhiêu trách nhiệm trên đó, không có con á, rồi bao nhiêu tai nạn ngày này nọ, ai đâu muốn xiến nổi. Bờ trên nói như vậy. Cái chuyện của con làm không là chính, là nước Việt và núi Cấm là của con. Đó là cái nơi mà để mà con đầu thai xuống thế gian này, đó là Sài Gòn và núi Cấm. Thiên Long Sơn là chỗ con lớn lên là phụ, chỉ là một cái nền móng thôi, chỉ là một nơi tập dượt thôi. Cái hãng KNT là một cái nơi thao trường thôi, không phải là thiệt luôn. Cái mình mới nói, chẳng lẽ vậy mà bỏ mấy chục triệu mua cái núi rồi bị đóng cửa? Cái chuyện mới sinh, mới năn nỉ mẹ, năn nỉ cha, năn nỉ mấy chư Phật, cho con mở cửa đi, dân vùng này á, tuy là họ ghét con nhưng mà con thương họ. Dân San Jose đây nè, rồi cũng có một số đệ tử người ta cũng mê ham cái núi cho mở. Thì từ đó ở trên nó mới ra lệnh, mới kêu vị con nhận một số đệ tử nào con thích, để mà khi con ra đi giao lại cho họ coi cái núi này. Chứ không thôi là bề trên đóng cửa cái Thiên Long Sơn á. Gì có biết không? Đó là thiệt đó. Từ đó tới ngày hôm nay đi trên bắt đầu chỉ đường cho mình mở cửa lại. Chứ nó không cha đóng cửa là vô phương. Cái thế gian này mấy người khao đi hay mấy người cộng sản nằm dùng phá hoại trả lại gì hết. Mở hay không là do bề trên. Đó là câu chuyện chưa thật. Thì từ đó thì mới có một số đệ tử thân cận ở đây. Rồi từ đó đó, những ngày đầu tụi khao đi nó làm khó mình, nó không có cho ai lên hết. Sau này tự nhiên cái nó đổi ý, nó cho ok rồi, người nào mang bát, người nào volunteer tưới nước cây thì được lên. Thì hiện giờ mình đang ở cái tình trạng đó. Thì có phải là duyên không? Nhưng mà ở trên và ở dưới, ở trên giống như software program, thì dưới tự nhiên con nó bò theo, cũng ăn khớp với nhau á. Cái mình nói cha con muốn Tết năm nay vui ở Mỹ một bữa, chứ hôm nay mốt con về Việt Nam con không ăn Tết ở Mỹ. Có thể mình ăn Tết Mỹ nhưng núi Thiên Long Sơn không chứ. Maybe. Còn hồi tuần rồi mình lên đó mình đi vòng vòng mình ca. Là gì ở thằng mấy thằng khao đi á, bữa đó lễ Thanksgiving, lễ gà Tây á, nó nhà nó chơi hết, không có thằng nào đứng đầu đường chặn mình, cho nên mình quậy một bữa. Chứ lúc này chưa có mở cửa được á. Thì nó có chuyện đó thì mới có chuyện nhóm đệ tử đây nè. Chứ còn chuyện đâu có nhận nhiều đệ tử đâu. Nhận nhiều mất công đưa về trời nhiều mệt. Thật sự ai cũng về trời hết. Nhưng mà gần Kiệt là Kiệt phải có trách nhiệm. Đời sống bình thường còn mang xác phàm Kiệt cũng phải lo. Rồi chết cũng phải lo. Nó bị chồng nó quýnh mình cũng đau lòng. Nó bị con nó hắt hủi mình cũng buồn giùm cho tụi nó. Đúng không? Cho nên nhận nhiều tôi khổ nhiều. Nhưng mà từ từ đi, có duyên người nhận. Hy vọng là mai mốt mình nói chuyện không phải là cái phòng này, mà là ở núi Thiên Long Sơn á. Chỗ đó là cái nơi của mình quy tụ. Ở đây á, mình cần cái lo ở ngoài trời thôi là mình xong. Mình cũng chẳng cần mấy thằng này nữa, cũng chẳng cần mấy cái màu mè nữa, mấy thằng này để cho nó gây quỹ campaign đồ này nọ thôi.
ngồi đây á, mỗi người ngồi cái ghế này cũng khó chịu hơn là ngồi cục đá. Thấy cục đá vậy ngồi đã hơn cái ghế. Chúc tôi nhận anh. Đấy là Florida đi qua xa quá. Để mai mốt tôi kéo nguyên mấy đệ tử ruột tôi qua bển. Ở nhà anh đầy ha. Tại khi nhận là anh em hết nha. Ăn nhiêu gạo là cũng không được tính nha. Với lại đây chừng nửa năm trước mấy dì kêu á là lựa cái đứa nào có tài gì tính trước rồi làm gì á để mà đưa danh sách cho đức thầy để ông chọn đứa này làm được gì gì, nhỏ làm chuyện nhỏ, lớn làm chuyện lớn, có đó nữa ngoài giữ cái núi. Trên kêu sao làm vậy chứ, cả cái tánh Kiệt chưa không bao giờ thích ngã mạng. Nếu mà ai mà gần Kiệt lâu ngày hiểu, sẽ hiểu. Những người trong hãng cũng vậy, hay là những người thân cũng vậy. Tánh Kiệt rất là bình dân, chưa có biết cao kiệu ngã mạng là gì. Huống hồ nhận đệ tử thì cái chức danh xưng hô nó hơi cao sang á, mình ngại lắm. Cái nhiều lúc quen quen đây nói, rồi khi nào không có quay livestream thì thầy trò kiểu nói chuyện sao cũng được, livestream là Kiệt Kiệt đi cho bất bị người ta sốc. Tại ngoài kia nhiều người người ta không thích nghe như vậy. Nó nói ông đâu phải mà có vàng đâu mà thầy, thầy đó là thầy Nhật Từ đồ, ông học giỏi đồ không, học Phật học đồ, đại học Phật học đồ, không có làm thầy. Còn mình ở đây mình đại học về Di Mạch, mình đâu có thầy được. Ở đây đâu ai hiểu về Di Mạch đâu. Mình tự nhiên giờ cầm cuốn kinh nói chuyện này nó hơi ngược quá. Nên nhiều người ta chấp, người ta tính từ chút từ chút. Nhưng mà có một cái này sau này thôi, còn ngay lúc này thì không biết có người có hiểu chưa. Cả cuộc đời thì sau này sẽ là một cuốn kinh đó. Một lời nói ngày hôm nay lên mạng sẽ lưu truyền mấy nghìn năm. Đó là như thật. Tại sao một thằng Di Mạch, một thằng qua Mỹ mặc áo đời, chưa từng đi tu, chưa có phước đi tu, chưa từng có một sư phụ nào dạy đạo, một thằng giàu có mà lại biết đạo, thấy có lạ không? Và sau này nhân loại tất cả họ thiên, bây giờ mình nói tối ngày phải mặc áo tràng, nghĩ mấy thằng Mỹ sau này nó mặc áo tràng không? Trời ơi, tướng Mỹ mà bự, Mỹ đen mặc áo tràng cho mắc cười dữ hả? Mấy thằng Mỹ nữa, đúng không? Rồi sau này mấy thằng Ấn Độ rồi nó không còn mặc chùm khăn nữa mà nó mặc áo tràng như kiểu Phật tử, mình thấy vui à? Không có. Tụi mày cũng vẫn mặc đồ vest, vẫn mặc như thường. Nhưng mà đạo thiên tâm hết, tu từ tâm thì nó sẽ chi cứu lại. Ai là người truyền tin cái đạo này thì nó sẽ bắt chước y chang vậy. Tại vì hồi xưa ông Mohammed, ông cũng chùm khăn, ông cũng kể ngựa như vậy, thì ông cũng không biết ăn chay. Bây giờ mấy thằng chùm khăn nó cũng vẫn ăn thịt cụ hả? Rồi lâu lâu ông ngồi xuống, ông lại đang bận rộn, đang đánh chạc giặt vậy đó, ông lại. Thì bây giờ tụi nó đang làm trên hãng điện tử, cái tự nhiên nó bỏ hết, nó quỳ xuống, nó cũng lại bên Mã Lai á. Ừ, thì nó những gì ông làm bắt chước vậy. Bây giờ quý vị cứ tưởng tượng sau này nhân loại cái gì cũng bắt chước kịp. Có phải là mình qua đây mình lấy cái chưa tới 20.000 của Mỹ ăn qua phe, mình trả lại một năm mấy chục triệu, có phải là cả nước Việt giàu không? Và đồng thời á, Kiệt biết được Kiệt không có làm bao nhiêu chuyện vì gọi là quá đáng, thì một kiếp này mẹ nói cho Kiệt thành Phật đi về. Thì cái đó là một cái chuyện người đời mà được một kiếp thành Phật đó phải dễ. Thì quý vị ngồi ở đây cũng vậy thôi. Mình không có cần mặc áo tràng, mình không có cần phải rùm rà. Mình tu học, mình tu từ hành động, từ hơi thở, từ cái cử chỉ của mình. Hồi xưa tổ ổng ngài cũng đâu có biết chữ,
ngài cũng thành Phật vậy. Còn hôm nay bao nhiêu thầy thành Phật, quý vị có biết không? Việt Nam mấy triệu tăng ni, có bao nhiêu thầy sẽ thành Phật? Ở trên nó không có ai hết, chỉ có hai người thôi, mà Kiệt bây giờ chưa biết là ai với ai. Cả nước Việt á, có một lần Kiệt hỏi bao nhiêu tăng ni Việt Nam, bao nhiêu chùa, có bao nhiêu vị thành Phật, mấy vị nói chỉ có hai người duy nhất, mà một mấy triệu tăng ni đó, quý vị có thấy khủng khiếp không? Không ai thành Phật hết, có hai người. Thì theo mình đoán nha, những người mà Kiệt thích á, ngưỡng mộ á, là Hòa Thượng Thích Thanh Từ có thể, và ngài Tuệ Sĩ, hai người có thể thành Phật. Còn những gì khác thì không biết. Còn ngoài ra ngài Phổ Tuệ là ta là pháp chủ của nước Việt hay là những gì đó, không phải, chỉ là một cái chức danh của cái xã hội này thôi, cái chế độ thôi. Theo được biết là, còn nếu mà cao siêu hơn nữa thì để bữa nào mình hỏi mấy vị lớn. Anh ơi, cho em hỏi kiếp sau em được về trời chưa anh? Giờ hỏi, giờ em chưa có ăn chay ngày nào, chưa đọc kinh, chưa biết ngồi thiền, đòi đi về trời. Anh ơi, anh biết mà, em có ngồi thiền, có đọc kinh nha. Quỳ lại sám hối mỗi ngày luôn á. Cốc, để bữa nay anh trả lời riêng. Cốc của em anh biết mà. Cốc em á, là tiền kiếp của em á, là ở từ Bắc của Lô Châu đầu thai xuống. Nó không phải ở hành tinh này, ở một hành tinh kia. Nó cũng gần giống như trái đất mình. Hả? Hỏi này nó biết nhiều người nghe. Rồi, các ai còn hỏi gì nữa không? Nãy mình livestream mấy tiếng rồi, đủ chưa ta? Nay mình không có nói gì đụng chạm ai ha. Hay thiệt á. Hả? Đâu có nói đụng chạm ai đâu. Cái bình thường. Dạ, mai mốt 6 triệu người, hơn 6 triệu người Việt Nam, 6 triệu người Mỹ gốc Việt ở đây. Về Việt Nam thì chỗ đâu mà ở vậy? Tại vì bây giờ ở bên Việt Nam rất là đông người quá, từ ngoài Bắc, ngoài Trung vô Việt Nam rất là nhiều, vô miền Nam rất là nhiều. Thì bây giờ không còn đất, không còn chỗ để ở nữa. Sao nó là 6 triệu người Việt Nam sẽ bay về, 6 triệu người hải ngoại sẽ bay về Việt Nam. Bây giờ là 6 triệu chứ thì mình nghĩ 20 năm hay 10 năm nữa nó sẽ tăng gấp đôi luôn á. Nhiều lắm. Nước Việt nên nhớ nha, Hồng Kông nó chỉ có cái hòn đảo nhỏ xíu thôi mà giờ nó rất là đông rồi. Thì người ta ở những cái chung cư, ta xây mấy cái building ở chung cư vậy đó, như Hồng Kông vậy đó, Singapore rồi vậy đó. Có một cái quan trọng á, là đất mình á, ruộng lúa với đất trống còn nhiều lắm, nhưng mà sau này nước Việt sẽ bành trướng rộng lớn hơn. Trong thiên cơ á, quý vị nói sau này Miên với Lào á, mình dùng tiền mình, sau này mình giàu, họ sẽ thích gia nhập với mình. Mình dùng tiền mình mua, giống như mua Alaska vậy đó. Là những cái nước đó sau này thành nước Việt.
Rồi sau này khi mà mình mạnh lên á, thì những cái anh em của mình, những dân tộc mà cùng nguồn gốc với mình á, họ biết. Tức là cái phong tục của mình là chống đồng. Thì ở Quảng Châu hay là ở Hồng Kông hay là người Quảng Tây, Triều Châu rồi đó, là người Việt, họ sẽ gia nhập vào. Là tự vì ở bên bển á, giữa người của họ nhau, người Bắc Kinh họ cũng kỳ thị mấy người đó. Tại vì cái người bây giờ mình nhìn mình nè, cả Phi á, cũng là gốc người Việt nha. Lâu lâu mình nhìn thấy thằng Phi nó cũng giống người Việt mình, mà lội cái bàn chân mà cái chân bẹt ra như cái dịch vậy đó, cũng có nữa đó. Tại vì thời lúc mà đi xuống á, chạy xuống miền Nam rồi chạy xuống tới ngày hôm nay rồi, thì mỗi người đi mỗi hướng. Cái da người Việt mình nó vàng vàng nâu nâu, có cái đó. Nhưng mà cái nguồn gốc của mình, cái DNA của mình là con rồng cháu tiên, con của ông trời. Ngày xưa vua Thần Nông vua Thục Hy là con của ông trời xuống để lập ra. Rồi hôm nay những người đó cũng tái sanh trở lại để mà gom các con của người ta lại. Giống như Hùng Vương Âu Cơ, Lạc Long Quân Âu Cơ, Hùng Vương. Chứ lịch sử nước Mỹ này có gì? Mong có mấy mọi da đỏ với ông Columbus, ông chạy chiếc thuyền qua đó thôi. Chứ ông đâu có oai hùng như mình. Cũng như Mễ cũng vậy. Lịch sử của nó là gì? Lịch sử nó cũng là mọi da đỏ rồi, nó uống rượu rồi, nó nắm tay nhảy đầm vậy thôi à. Lịch sử của họ là vậy thôi. Tự nhiên ấy là chẳng lẽ lịch sử Việt Nam, ồ, 100 trứng, 100 con, rồi con rồng cháu tiên, rồi biết bao nhiêu truyền thuyết về những chuyện về thần tiên của nước Việt. Đó là sự thật. Còn những cái lịch sử của những cái nước khác như Anh hay là Âu Châu, họ chỉ là thời xưa ai mà mạnh ăn hiếp yếu, ai cưỡi ngựa giỏi thì đi thâu tóm những quốc gia lân bang thôi. Chỉ riêng cái lịch sử nước Việt là đặc biệt nhất. Tức là con của Thượng Đế xuống cua được cái nàng tiên là Âu Cơ, phải không? Đẻ ra hàng trăm con. Mà ngày xưa người ta nói, ồ, nếu nói như vậy nước Việt tại sao để là trứng? Không phải. Người ta nói 100 con là dạng giống như quá xanh vậy đó. Chuyện thần tiên mà. Bây giờ cha Thượng Đế đẻ sanh ra tất cả nhân loại trong vũ trụ được, thì thần tiên sanh bao nhiêu mà không được. Mười ngày nữa con sẽ, gia đình con sẽ dọn qua Thác Xịt ở đó. Con tính hỏi sư phụ là con có thể mời sư phụ với lại anh chị trong thiền tâm một bữa ăn trước khi tụi con chia tay với sư phụ được không? Tại vì 10 ngày nữa là con sẽ dọn đi. Con tính mời anh chị em. Cái đó giờ xong được. Để sư phụ đãi giờ được không? No, cái này con mời thì mà tại đây nè, em làm đây nè, để được không? Mà muốn để đâu thì ở đâu cũng được. Dạ, đây thì nè. Dạ thì mang đồ ăn lên đây. Dạ dạ, tại con cũng rất nói là buồn thích quá vậy ta. Đâu, nhưng mà không phải gì hết, thì tại con muốn start my new chapter there, so new chapter. Dạ. Mấy sợ Cali động đất không? Nghe chạy qua Texas trước, Houston không bị động đất. Ok, con chọn ngày đi, con thông báo cho Sương với Trinh luôn nè, lo gom lại hết. Nhưng mà phải thông báo, nói là con nói chuyện với mấy 4-5 người phụ. Con đứa lon món vậy đó. Dọn đi. À gì con nữa, con có chấp mới, con làm chung luôn đi. Để thử nè. À, làm chung luôn được không?
Chắc là cũng có cái duyên đó đó nghe. Bển mình đang thiếu người á, thiếu người với thiếu tiền. Ai thử? Thiên Long Gián bển nó có làm cỡ nào cũng không đẹp bằng Thiên Long Sơn đây. Mình chỉ xây đất nó thẳng băng à. Mình giỏi lắm, mình xây một cái điện của cha đi, giống như cái nhà thờ của ông giáo rồi, đẹp đẹp đi, bự đi, thì nó cũng một cái đó thôi, nó không có núi, nó cũng không có cảnh, nhưng mà được có một cái là nó có mấy ông thần với mấy chư thiên mà okay, có. Tại mấy ngày chỉ bay thôi mà, đâu có mấy ngày xẹt quá xẹt gì đâu. Ở sông, mà ở sông nó dơ lắm, thấy nước nó không có trong, mà ở sông đó mình không biết cái xấu không á nghe, ai mà bơi xuồng là nó bụp cái là đứt chân á. Bữa hổm mỗi lần mình qua đó mấy con cá nhảy đung đung đung, cá cũng cỡ 50-60 phao cũng có đó. Dạ anh cho hỏi bao giờ kali bị sụp, bao giờ kali bị động đất bị sụp? Hơi đầu lo mấy chuyện đó. Tại cái dân ở đây gọi là dân hai thách, cái dân gọi là với bà Mặt Thỉ, bà Săn Phân. Săn Phân làm tội nhiều lắm, ngứa không? Cho nên sẽ có cái nghiệp. Săn Phân với Siro là không không có biết tu. Thế bởi vì mình mới để chấn cha mẹ đây nè. Tại vì con nên nhớ hai cái tượng nằm đây á, là biết bao nhiêu thành phố xa xa mấy chư thần cũng ngó về đây, mấy vị cũng thấy, thì những vị thần cũng lại về hướng này, đúng không? Cho nên hồi xưa mình thụ mua cái unit này á, rồi để cha mẹ đây, đặt cha mẹ đây á, là cũng để cho cái khu này nó thịnh lên, để cho cái chỗ này nó bớt cái nạn tai, và đồng thời á, bớt cái trượt, bớt có cái đám thổ tả bắt kali gọi là chống cộng cụi nhiều lắm, cũng bớt nữa thiệt. Từ từ cái gì cũng bớt hết á. Ở đây con biết mấy thằng đại gia dạo đây, triệu phú đây nhiều lắm, nhưng mà nó cứ nghe lời hồ ly. Ở đây nó có quỷ, con quỷ ở cái tiệm beauty ngay đây nè, ở sau lưng cái phố cổ rồi nè, nó có cái tiệm image beauty gì đó là của con hồ ly á, mà nó toàn là tiếp rước đại gia không à. Đại gia mà vô á là nó bỏ ngải vô. Cho nên đây mười mấy triệu phú ở đây á, là gặp nó là lại, gặp sư phụ là chửi sư phụ, tự nó phải dạy ngược lại. Tiffany Nguyễn ở là chủ đây nè, hồ ly mà. Ây là Phật. Thế con qua gõ cửa nó đi. Ở đây chỗ nào có Phật chỗ đó có quỷ nghe. Ở đây mình vậy chứ dưới này là quỷ. Ở dưới này có bao nhiêu người biết chuyện của mình đang nói gì đây không? Nãy sư phụ nói này trên mạng đâu phải sư phụ nói đùa đâu, thiệt mà. Cho nên mà đại gia, mấy người giàu, ở đây có những người giàu á, gia đình nó chết một lần một, ba, hình như một tháng, ba người. Chơi bùa chơi ngải đầy khu này hết á. Cho nên hồi lúc mà Thụ về đây, Thụ nói chuyện với ông thổ địa đây nè, ông tên là ông Chala, người Mễ. Thì ngày em mới nói, trước khi Thụ làm gì đều có hỏi cha mẹ, các vị thần, đàng hoàng cho Thụ mới dám làm nghe con. Không phải không mà vô ngồi ở đây đâu. Rồi sư phụ nói con đặt cha mẹ ở đây, rồi đây lâu lâu con lên con làm bếch đê ồn ào. Thì bà trên cũng hơi không nói, hơi ok, nhưng mà đừng có vui quá, quên đi nhiệm vụ là được. Thì có nữa, thì lúc mà sư phụ đặt tượng cha mẹ ở đây, lúc đó cha mẹ hiện về với bốn ông tứ đại thiên vương, ông cũng hiện về đây nè. Rồi mẹ cũng khen mấy cái áo của Trinh Mai cho mẹ rồi đẹp nữa. Mấy vị rất là hiện hữu gần với phụ lắm. Phụ nói chuyện mỗi lần mình đặt tượng hay mình làm gì, mình phải nên nói chuyện với mấy vị thần trước khi mình làm, để mà chấn cái khu này, để cho những người dạo đây và những cái người mà không hiểu về cha mẹ, không hiểu về núi Thiên Long Sơn, không hiểu sư phụ, từ từ họ sẽ hiểu.
họ không hiểu là do họ bị những cái bùa ngải thư ém, cái trượt làm cho họ bị bịt mắt, bịt tai, họ không hiểu. Bắt Cali ghê gớm lắm, tại con không biết. Cho nên 513 câu á, đứa nào đọc á, hồ ly nó đẹp lắm, nó gần động ra quỷ, nó đi chùa, nó cúng chùa, nó làm từ thiện ghê gớm lắm, nhưng mà bên trong của nó là quỷ á. Ai nghe em bà câu đây có khúc đó đó. Cười. Chào em. Hello. Dạ cho em hỏi, anh cứ hay nói là Thiên Long Giang thiếu tiền, nhưng mà em biết có người muốn donate nhưng mà anh cũng không có lấy. Vậy sao người ta biết là ở đó cần gì? Sao... Người nào donate? Thì anh biết là có người donate, em biết nhưng mà... Em mệt em quá. Tự nhiên cái viết cho... Cho kìa cái check 100.000, không biết nhỏ nào tự nhiên gan để plan check, không có gì để tên gì hết. Cũng giống như hồi cách đây năm 2008, có nhỏ bằng đạo, nó viết cho mình cái check 1.000.000, nó cũng không để tên. Tự nhiên người tốt cũng có được người tin tưởng nha. Hồi xưa có một lần rồi, cái mình mới đem cái check mình trả lại cho nhỏ đó, hồi năm 2008 á. Tại lúc đó hãng đang bị khủng hoảng với ly dị á, cái không có tiền, thì nó biết mình không có tiền, tự nhiên check mình 1.000.000 à. Cái check bự nhất trong đời mình thấy, cái personal check, cũng không nhận. Rồi sao cái nhỏ này tự nhiên nghe viết cái check 100.000 rồi cúng tượng cha mẹ, thì muốn cúng thì cái lòng được rồi, để từ từ, tại vì bển giờ chưa có làm gì hết. Lòng là mấy vị nhận rồi, đừng lo. Nhỏ ngồi viết 100.000. Ngày hôm qua đi vô chơi cắt cớ mà lấy đổi thử, chắc bữa nay nhảy động động. Không biết có không ta, có không, giá không, không biết. Phải đi kiếm nó đưa lại, viết chữ voi rồi trả lại. Ai vậy đập bận, cũng ghen thiệt. Có ngày hôm qua có gì. Em làm từ thiện phải đúng chỗ đúng lúc, làm tầm 7 rồi 71 bị sốc. Giờ tốt nhất là lấy viết cái cháu 100.000, lấy mỗi ngày đọc cuốn kinh này đi, lấy đưa đi. Thành Phật nữa, đừng làm gì hết, chỉ nhiều đủ rồi. Về lấy cuốn kinh đó đọc từ sáng tới chiều. Khi cái tâm của mình, tâm Bồ Đề mà phát triển á, nó đã bộc sức lên á, mình muốn làm này muốn làm kia, nhưng mà cuối cùng rồi á, mà đa số Phật tử bị thối tâm Bồ Đề là do làm không đúng. Và cái người mình tin tưởng á, cuối cùng á lại gạt mình. Đó là trong chùa bị như vậy. Cũng giống như biết bao nhiêu mấy con nhỏ lớn lớn đây 18, 19 tuổi, tướng cao cao đẹp đẹp, cái gặp mấy thằng mà cộng sản thứ thiệt mà nằm dũng đây á, nó tổ chức qua hậu này, tổ chức qua hậu kia, trời ơi, mấy nhỏ lên khoái, ok rồi, hẹn qua hậu thế giới, qua hậu Bắc Cali, qua hậu này, 3-4 con. Sau đó được cái danh hiệu xong rồi, cái nó kêu đi vận động gây quỹ đi mấy em, để mình lấy tiền mình làm từ thiện cho trẻ mồ côi này, cho khu nọ. Cuối cùng rồi là một cái công cụ đi xin, gọi là đi tạo nghiệp á, rồi đưa về cho cái đám quỷ đó. Quý vị có bao giờ nghĩ gì không? Nó là vậy không à? Chứ có hoa hậu gì không? Tự nó dựng lên, rồi tự nó cho chức hoa hậu, rồi tự nó kêu đi vận động gây quỹ cho tụi nó để mà làm từ thiện này từ thiện kia. Nhưng mà cuối cùng rồi á, có ai nhìn thấy được cái chi phí và cái chính xác là cái đồng tiền nó thật sự đi đâu không? Rồi mấy cô hoa hậu nhí nhí đây nè, đi xin tiền, gõ cửa từ khu thương mại, từ cửa tiệm,
xin cho đã về. Tạo nghiệp không, Bắc Nam Cali hiện giờ đang xảy ra rầm rầm luôn á. Nhất là mấy nhỏ mới lớn lên ở Mỹ, thanh lớn lên ở Mỹ đâu có biết gì đâu, nói tiếng Việt cũng không rành nữa mà lên thi hoa hậu rồi được hết á. Hoa hậu yêu nước. Có một cái về đó đấy. Ủa, Mỹ là giống như cỡ bác chủ tịch cộng đồng khu này nè, bác Vũ Văn Lộc á, ông có chiếc tàu ở đầu đường này nè, Dương Nhật á, thì lo là ông có cái danh hiệu là thì có chiếc thuyền đó đó, thì đi xin ba cái non profit của chính phủ Mỹ năm vài trăm nghìn vậy đó. Nhưng mà lo cho Việt Nam hay không thì mình không biết, mình chỉ biết là nhiều chiêu lắm, phải coi kỹ. Lấy tiền của Mỹ, lấy tiền của Việt, mà có lo cho cộng đồng hay không là chuyện khác. Đi hỏi bác Lộc đi, với bác Nguyễn Xuân Nam tại Việt TV á, ông nội đó. Con cái trên mạng có nhiều người chửi Kiệt. Ồ, cái thằng Kiệt này, tao không biết, tao chờ mày, mày gạt người ta tới chừng nào à, mày lòi cái đuôi mày ra chưa. Hay là Phật để mình nói cái này nha quý vị, ngồi đây mình nói luôn trên mạng. Cái trước tiên là Kiệt đã mất mấy chục triệu làm cái núi Thiên Long Sơn, bỏ biết bao nhiêu làm chuyện như cộng đồng, thì cái đó là sự thật. Còn Kiệt có đi xin tiền ai, có gạt ai không, thì từ từ, không bao giờ có chuyện đó. Chỉ xin tô phở mà giờ tính xin mà chưa dám xin, nó bị chưa, mình mới có nhóng nhóng thôi mà bị nó chửi như vậy đó. Mình xin đâu phải cho mình đâu. Thí dụ mình có xin tô phở cho 6 triệu người hải ngoại, xin cho nước Việt thôi, thì cũng phải có cái ban bệ để kiểm soát đồng tiền, chứ không phải như kiểu mấy thầy một người rồi cứ thu rồi một mình ổng quyết định. Nó không có chuyện đó. Kiệt xin chỉ là lên tiếng, và đồng thời cái người mà giữ tiền nó phải là một cái tập thể, một cái liên tôn. Thứ nhất là những người có chức sắc lớn, có uy tín, cũng giống như cỡ dạng bác Giàu, hay là những người mà hòa thượng lớn của trong cộng đồng phải dính líu vô kìa. Chứ không phải chuyện bình thường là một cá nhân lên làm, chưa gì là bị nó chửi rồi. Nên khỏi xin luôn. Cái người Việt Nam mình á, thương người mình không hết, mà cứ đi soi mói từ câu từ chữ trên mạng của ông nội này. Bữa nay ông nói gì sai, cho nên nãy mình mừng là bữa nay không có đụng chạm tới ai. Nãy giờ đâu đụng chạm ai đâu, mà đụng thiệt, không có đụng chạm, đụng độ. Thiệt mới đụng. Có thiệt tôi mới dám nói thiệt. Người vàng thiệt không bao giờ sợ lửa nha. Đó là mới mua con này nói, trời sao anh gan quá vậy, anh mua khu của mấy người Việt Cộng nó rửa tiền đây. Đâu sao đâu, mình phải đi vô hang cọp mình bắt được cọp con. Nay cọp không ở trong này nè. Mình đặt cha đặt mẹ ở đây, mình cứ lòng tin có các chư thần, có cha mẹ và có chư thiên để mình độ họ. Chứ không phải mình thấy họ giữ cái mình sợ mình trốn, tránh đó là không có. Thì mới lòi ra chỗ này tới ngày hôm nay là vậy đó. Chứ hồi xưa nó mình trên núi đi, tại sao đặt cha mẹ ở đây, tụi nó ở đây nó lên nó phá này nọ. Thì nó là quỷ, nhưng mà từ từ nó cũng sẽ hiểu ở bên kia hai vị đó là ai. Ở đây là ma quỷ dưới này nhiều lắm. Ở đây có lúc ở dưới nó ầm ầm dưới, cái đây nghe mấy đứa thử đây gõ mỏ bon 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 ở dưới lầu nghe được á. Bữa nào làm thử đi, bữa ngồi dưới nghe hết cái tiếng gõ mỏ trên lầu này, ở dưới nó nghe được á. Có phải là mình độ nó không?
bữa nay độn được thì từ từ nó nghe riết cho nó cũng cũng lọt vô cái màn nhĩ nó là cũng tu à. Trong mắt của Kiệt á, trên thế giới này không ai giữ bằng Ramosen. Nhưng Kiệt coi cái clip mà lúc mà ông ra pháp trường bị treo cổ á, Kiệt thấy á, một con người rất là sống rất là hung dữ trên thế giới, ai cũng nghe tiếng là sợ, mà khi chết vẫn là chết nhát nha. Thì huống hồ với mấy người Việt Nam này, chỉ có tham chút xíu mà nhầm gì. Ngồi suy nghĩ đi, Putin thấy vậy á, ngày mai á là tối về bà ra ngoài truyền thông mà nói chuyện nghe hay lắm, nhà tối về chắc rung cũng lập cập á. Anh Tập Bển nó cũng vậy á. Cái người mà ác sao Mao Trạch Đông giết chết gần 80 triệu người dân Trung Quốc thời cải cách gì của bên Trung Cộng á, là ổng là người giết nhiều nhất, giết nhiều Hitler nữa. Cái người mà ác thứ hai mới vừa chết ngày hôm qua, đó là Giang Trạch Dân. 10.000 đứa nít mà lấy xe tăng cán người ta cũng giống như như gì ta, giống như mình lấy xe hổ lô mình cán đá vậy đó. Quý vị thấy tưởng tượng ghê không? Đó là mới giờ cũng ẹt ngàn quá, ẹt. Cái người mà giỏi nhất của thế gian này nữa đó. Rồi sau khi đó một kiếp người đi rồi sẽ biết. Lúc sống Kiệt sẽ không làm được gì ai hết, nhưng mà chết rồi á, lúc đó đó có quỳ dưới chân Kiệt cũng khó mà quỳ được, tại vì mấy mà diêm vương nha mà quỷ nó kéo hết chân à. Cho nên mấy ông nội nãy đây có giàu có ăn hiếp Kiệt cỡ nào nữa, Kiệt nói cường bụng ở được, tôi sống mà ông ăn hiếp tôi đi, rồi ông có ngày ông cũng phải chết. Thì lúc đó đó những vị thiện thần với mấy vị thiên tướng sẽ xử ông kiểu nào. Cho nên cho vụ nói ông cái ông cười, tao chưa chết mà làm tao phải sợ. Bởi vì cái người vô minh vậy, cái đường mình đi tới cuối cùng mình không biết mình đi cái đường cùng của mình là cái gì. Mà ngông cuồng nói vậy, một người đã quên nên tức là mình phải biết sợ phải không? Ok, thằng Kiệt nó sống nó hiền, nhưng mà ở bên kia nó có chức sắc, có mà ông đừng có hết chửi nó, đừng có quên ăn hiếp nó nhiều quá. Nhiều lúc mấy vị ghi hết, mấy vị xử ông mệt lắm á. Tao mất mớ gì, tao chưa chết mà. Bởi vì tại sao mẹ cứ nói là luân hồi vây trả truyền miên kiếp người, là vì một kiếp này quý vị ngồi đây quý vị ngộ qua được, quý vị biết sợ tội, biết sợ nghiệp, biết mang họ thiên để được đi về trời, thì bắt nó cũng y như một người là tôi không còn đi dây tiền mà lãi cao nữa, tôi ngưng, tôi có muối ăn mắm có nhiêu tôi làm nhiêu, tôi không dám dây lãi cao nữa. Tức nghĩa là ngộ là giống vậy, để mình làm chuyện lương thiện, mình không làm những chuyện tội lỗi, chuyện tạo nghiệp nữa, thì họ thiên là nó khác nhau chỗ đó. Nghĩa là mình biết trước được con đường mình sẽ đi qua. Những người giàu có, những người có chức sắc, họ không thấy được con đường họ sẽ tới. Họ chỉ biết được bữa nay tôi chiếm thành đoạt tướng, tôi gian lận được cái này, tôi gạt được cái kia, tôi ăn hiếp được người này là tôi hả hê. Họ chỉ biết được vậy thôi. Họ không bao giờ họ ngờ được mỗi hành động đó, họ đều phải trả một cái giá gấp triệu lần khi mà hồn lìa khỏi xác. Bởi vì khi con người á, chết mới biết mình là ai là đã muộn rồi. Hôm nay họ thiên, mình đang sống, mình biết mình sẽ là ai. Mình sẽ là con ông trời đi về trời. Và đó là mình đã có chánh kiến từ ngày lúc nay, lúc bây giờ. Còn bao nhiêu những người ăn trên ngồi rồi, chức sắc, kỹ sư này, ông nọ, chủ tiệm này, chủ tiệm kia, họ không biết. Mà đến khi mà họ bị ung thư hay là bác sĩ cho cái tờ giấy, thì lúc đó họ có biết thì cũng không có kịp
để mà quay đầu nữa. Tại vì lúc đó đâu còn tức nữa đâu. Ở đây á, những cái bệnh mà bác sĩ cho rồi, ung thư hay là ung thư ruột, hay là ung thư này, ung thư nọ, cao lắm là 2 tuần. Có nhiều người 1 tuần, có người cao nhất là 3 tuần. Nó nói 6 tháng chứ nhiều lúc lẹ hơn nữa. Làm sao có đủ thời gian để mà lại Phật, rồi đọc kinh rồi nữa. Lúc đó phải uống thuốc đau đớn, đâu phải dễ mà thích nghe những lời ngon hay những lời hiền diệu đâu. Tại lúc đó con người lúc nào cũng sân, cũng quậu hết. Tại đau mà. Rồi họ đi ra đường không được, họ ăn cũng không được, họ phải ngồi chỗ. Muốn uống ly nước phải chờ có người tới la lên góp giùm 3 ly nước, góp giùm tao 1 ly nước. Mà người ta tới trễ một cái là quậu. Nó cứ sân si hoài như vậy tới ngày chết. Mỗi một lần mình bị cảm thôi, trúng gió thôi, mình thấy khó chịu cỡ nào. Mình có bao giờ nhớ tới trong băng mình có nhiều tiền trong lúc đó đâu. Mình chỉ mong mình hết bệnh thôi, đừng có ho, ăn ngon cái miệng thôi. Mà cũng không được nữa. Cảm thôi chứ đừng nói chi là bị bệnh ung thư. Cho nên mỗi sáng mình thức dậy á, mình mạnh khỏe, mình không còn nhớ tới chuyện buồn bực ngày hôm qua, hay là mình không có bị depression, hay là mình không có có gì gọi là lo lắng á, vui tươi á, rồi đọc kinh và uống ly cà phê exciting á, là bữa đó là đúng là một ngày của thế gian có hạnh phúc. Mình phải trân trọng những lúc đó. Cái đa số con người chúng ta, nhất là những người giàu, mỗi một ngày họ thức dậy cái là họ nhớ tới một đống thứ chuyện phải lo, phải gầu, phải tính cái này, toán cái kia, gọi người này, gọi người kia, nói nhiêu thôi. Mà những cái mà bất như ý mà xảy đến là họ lại bực bội rồi. Khi bực bội cái là tới giờ ăn, đói bụng cũng không thèm ăn nữa. Uống hộp chi, uống ly cà phê mà ngon. Những đứa con họ thiên không có bị như vậy. Bảo đảm quý vị, bực cỡ nào nghe lời Kiệt, ta uống ngồi thiền 15 phút hoặc là 5 phút cũng được nữa, nếu như nó reset cái mình lại để mình không còn bị bối rối, rối lăng xăng nữa, để cái tâm mình nó trụ lại. Quý vị nghĩ Kiệt ngồi đây nói chuyện từ sáng tới chiều không có tờ giấy, còn phải do trong hãng phải đối phó cả muôn ngàn công việc rất là cực kỳ khó khăn. Mà chỗ nào Kiệt xử chỗ đó. Bây giờ đang ngồi đây vui, nói chuyện thì nói chuyện gì. Ngày mai vô hãng nói chuyện với mấy anh Mỹ là nói chuyện kiểu mấy anh Mỹ. Nó đâu phải chuyện dễ làm đâu. Nãy mình nói giống thầy quá. Nó giờ trở lại như nãy giờ đậu bài á, muốn làm thầy kiếp trước. Để cái này mai mốt mặc áo vàng đi rồi mình sẽ nói chuyện như mấy thầy các con. Phải chậm chậm lại, tại cái điệu bộ của mấy ông thầy vậy đúng không? Uberly buông bỏ. Gửi con câu chuyện thôi mà là 2 tiếng. Hồi xưa sư phụ đi nghe giảng pháp của mấy thầy kể khúc mà Bồ Đề Đạt Ba với đám mà dương gia mà anh em dòng họ với Phật á, cái thấy Phật là hoàng tử đi bỏ hoàng cung nửa đêm với ngài A Nạt ha, cưỡi ngựa chạy đi vô bờ rừng. Thì lúc đó Phật đang mặc áo long bào mão rồi còn hột sòn vàng rồi tùm lum. Cái đầu Phật mới đi thấy mấy cái này không có thích hợp đi vô rừng để ngồi thiền. Cái dọc đường thì Phật thấy có một cái ông thợ săn, ổng mặc ổng nghèo mà thợ săn mà, thì mặc áo da bò màu vàng. Cái Phật mới nói thôi đổi với tôi. Thì từ đó mình mới có áo vàng á, đổi da bò.
những cái dương gia, những anh em của Phật á, cái thấy Phật tu, cái bắt chước chạy, chạy đi vô rừng tu, đi mấy ngày đường, cái đi tới gặp ông thợ tóc, ông tên là ông U Bà Ly, mà một từ sáng tới chiều ở vùng quê mùa mà làm gì có người hớt tóc, mà được một cái đầu hớt là cũng mừng rồi, mà bữa nay quá trời đầu. À, mà mấy ông này giàu nữa, ông nào ông nấy đội mão đồ, nhẫn đồ, dây chuyền đồ bông nữa. Tản độ hồi xưa ta đây bông vàng đồ nhiều lắm, rồi áo lông bào rồi nữa. Cái hớt, 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 đâu hớt gì đâu, mấy ông này cứ kêu cạo, cạo chọc hết. Còn dễ nữa, rẹt, 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 là mấy phút một cái đầu, cái chục cái đầu. Xong cái mấy ông này cứ nhìn bộ đồ của mình cũng không thích hợp với cái đầu. Kéo một ông đầu tiên kể ra cho ông thợ tóc, ông giật mình rồi không. Cái ông thứ hai cũng bắt chước, ông thứ ba kể đồ cái thành một bịch vàng với hộp xoàn như nè. Cái bắt đầu mấy ông mới cho ông thợ tóc hết. Thợ tóc bên đây quá vô mánh rồi, chỉ cần một hộp xoàn thôi là cả đời đó là cả sống cái dòng họ rồi, mà hôm nay một bịch với một đống áo lông bào nữa. Cái ông U Bà Ly ổng mới ngồi ổng gãy đầu, ổng ngu mà ổng thợ tóc đâu có biết gì đâu, ổng tính được cái là thời đó ổng ngu, sorry, xin lỗi, thời đó ổng không có hiểu nhiều tại cho ở trong vùng quê. Cái ổng mới ngồi ổng suy nghĩ, ổng thấy mấy ông này cởi ngựa bỏ đi hết mà đưa lại đống tài sản lớn vậy, cái ông gãy đầu ổng không bao giờ ổng tưởng tượng được. Rồi cái ông tự nhiên ổng chợt nhớ, ủa mấy người này thông minh giàu có mà người ta bỏ lại hết như vậy, còn mình là cái thá gì, thợ tóc mà. Ổng mới lấy một đống bịch hột tròn vàng á, ổng máng lên gốc cây, ổng bỏ một đống luôn đó. À, chờ tôi với, tôi chạy theo. Vậy ổng bỏ lại hết, ổng chạy theo. Sau này ổng thành Phật á. Thì cái gì? Cái câu chuyện là có thiệt á. Ông hồ chi thời nay thì có giàu thì không bằng Hoàng Kiều, không bằng ai hết. Nhưng mà lúc mà đầu tiên á, kiểu mua cái núi Thiên Long Sơn á, lập cái chùa thì ai cũng biết rồi phải không? Cái building thì mình có 4-5 cái, mình lấy một cái mình đem Phật vô, mình lót gạch, mình sửa sang thành chùa thì cũng hợp lý, cũng dễ làm. Nhưng mà tự nhiên mua cái núi khơi khơi vậy đó, rồi người ta lên cả 100.000 người, lỡ người té người ta cũng thưa mình ở tù nữa. Mà thật sự có mấy người lên làm tiền á, không ai tin hết. Có một cái á, mình phải hiểu ở trên đời khi sống mình giàu có bao nhiêu nó không quan trọng. Cái quan trọng mỗi ngày, mỗi giây, mỗi phút mình có vui hay không á, theo cả cuộc đời của chị kinh nghiệm chị biết là như vậy. Và khi mình xử lý sự việc, mình phải xử lý cái việc gì mà mình đừng có để hối hận. Nghe là xử thằng nhân viên, hai thằng mễ lên mét, ô thằng đó hồi nãy nó quýnh tao, ok rồi mày về đi. Cái mình kêu cái thằng mà bị quýnh lên, tại sao, câu chuyện như thế nào, lúc nào Kiệt cũng hỏi mày kể câu chuyện tao nghe. Chứ không phải mình vừa nghe thằng đó mét là hồi nãy thằng Hồ Dê nó quýnh tao là Kiệt tin liền, không bao giờ Kiệt tin bất cứ ai gì hết. Cái kia thằng thứ nhì là hey, mày kể chuyện tao nghe thử đi, nãy giờ ai tụi mày sao. Thằng này mới kể, tao ngồi ở đó nó phun nước miếng vào mặt tao mới quýnh nó. Thì nó cái câu chuyện nó khác không. Còn cái ông nội kia lên, ông đâu có kể là ông phun nước miếng vào mặt người ta trước. Mình có những cái câu chuyện đời á, mình đừng bao giờ mình nhìn vào một hướng, cái đó mới gọi là chánh kiến. Cho nên cái hãng của Kiệt á là không có ai mà ghét Kiệt hết chứ. Mười mấy năm nay, gần 40 năm làm chủ, người mà làm dưới tay của Kiệt á là trên cả 10.000 người ở vùng này á, chưa có một người nào mà dám nói xấu. Cái cửa tao đó có cái màu xanh với màu đỏ, hai cái đèn á, thằng nào không thích thì bấm nút màu xanh đi ra. Tao không có giữ, thằng nào thích ở lại làm. Khi nào sai, nó có ban gọi là Mỹ mà, có XO, nó có này có nọ. Nhưng mà trong đó nó rất là nhiều phe phái, nó không phải dễ.
chỉ cần 3 người thôi là tạo phe, huống gì cái hãng gần 400-500 người, nó còn khó hơn là điều hành một cái quốc gia nữa đó. Ủa mình đang nói chuyện Uber Ly cái mình chở qua hãng vậy ta. Nói chuyện không có agenda. Thì xưa Uber Ly là thiệt á nghe. Cái mà trong tất cả các đệ tử của Thiên Tâm, nếu ai có nghe lời này hôm nay, nên tệ nhất trong đời của mình cũng phải nghe qua một lần đường xưa mây trắng. Những đứa đệ tử họ thiên mới hay là cũ, nếu chưa từng biết và chưa từng nghe cũng nên nghe qua một lần đường xưa mây trắng. Đó là tác giả là Hòa Thượng Thích Nhất Hạnh. Tuy là ổng nửa nửa, mình không có khoái gì mấy, nhưng mà đại khái là những câu chuyện thật về Phật thì ổng viết đúng, thì mình học. Mình có thể học từ quỷ cũng được. Quỷ nó nói 10 chữ sai, nhưng mà trong đó có nửa chữ đúng mình cũng phải học của nó. Mình đừng có nghĩ là Đảng Cộng sản cái gì cũng làm sai nha, có một cái làm đúng á. Cái gì vậy? Cái ác. Ủa không ác sao? Không ác sao giờ? Từ Đồng Minh là Nguyễn Thị Lan, bây giờ tới anh Vượng, rồi tới bác, chứ nếu không bác Đinh La Thăng hay là mấy ông bị mà lên đúc củi đúc lò đó. Đầu hồi xưa Việt Nam Cộng Hòa đâu có bị như vậy, nhờ như vậy mới có gọi là cái đó cũng đúng đó. Chứ ai đâu chỉ lẫn nhau sao đệ tử. Cộng sản là theo chế độ của thế giới, họ không có quốc gia, họ theo Các Mác, là theo tam vô, không có tổ quốc, không có gia đình và không có lòng tin với thượng với trời Phật vô thần, là chế độ tam vô, đó là cộng sản. Họ Chính phủ Việt Nam đã bán nước Việt Nam cho Trung Cộng từ ngày đầu, không phải tới ngày hôm nay. Đã bán nước Việt Nam từ ngày đầu. Nên nhớ. Việc lớn lên nửa chừng, làm sao biết mấy cái này? Việc đã từng nói về chính trị hay về tất cả những cái gì mà ấy, thì những cái mà khó khăn á là do hồn thiên sông núi mới chứ gì. Con người có thể gạt con người không thể gạt thần thánh nha. Thật sự nước Việt Nam đã bị bán từ lâu rồi. Tam vô mà. Chứ đâu phải là như những cái khối tự do, họ còn biết lo cho dân hay này nọ. Không có, họ chỉ lo cái đảng thôi. Để khi chết thì Các Mác ổng thưởng, ổng cho huy chương hai cuốn sách Các Mác á. Tại xưa không biết sao Mao Trạch Đông bữa ông buồn sao ông lấy cuốn sách đọc ngay, thành ra tới ngày hôm nay cả thế giới mình đảo điên bởi cuốn sách đó. Để bữa nào phải đi học khóa chính trị mới biết nhiều nữa. Nay học Phật không? Từ lúc năm 2008 bắt đầu chán đời, lấy cả ngàn ao vàng đi cho hết, cúng dường hết. Mấy chục cái hồ Rolex cũng cho, 4 cái building đang làm chủ giàu nghe.
Rồi cái tự nhiên cái đi thích đi tu, vừa tính cạo đầu đi tu, cái trên gõ đầu cốc cốc, hey, con chưa đi tu được, thì hôm nay mới còn ngồi đây nè, mới còn được, mới ra được cái Thiên Long Sơn rồi, Thiên Long Giang rồi, dài dài vậy. Cái người gõ đầu mình không cho đi tu là về trên là một chuyện, nhưng mà dưới thế gian á, mấy vị hòa thượng á, cũng không cho nữa. Tại thời xưa cái chùa lúc mở ra đó, nhiều hòa thượng trên thế giới nổi tiếng về đó giảng pháp lắm. Ở phía sau của chùa nó không có gì hết, nó đẹp lắm. Mỗi một lần một vị lớn ở xa về thì ở sau mình để ghế cả mấy nghìn người ngồi được á. Còn mấy cái hình đó, tại bây giờ mình để đồ đạc tùm lum thôi. Còn cái bụp đó đó là cái chánh điện, rồi mình để bàn, rồi mấy vị ngồi ngay chỗ cái bụp đó, hiện giờ nhà bếp nhìn qua còn thấy đó. Chứ lần sau hồi xưa là mỗi một lần vui lắm, cái chùa náo nhiệt. Còn ở trong á, thì mình thấy hiện giờ nó y chang vậy, ngồi cũng được 300-400 người. Ở chùa đó có bốn vị hộ pháp rất là linh. Thầy nào mà vô mà không có gọi là chánh sư á, tà sư á, thế nào cũng có chuyện. Kỳ đó có ông vừa mới tới buổi chiều, tính ngày mai là giảng pháp. Tối thì ông đau bụng ha, nửa đêm chạy không kịp, bị mấy gì rượt. Chùa mình vậy là linh lắm á, bốn ông hộ pháp. Hồi xưa có ông thầy ông Lai vô đó có 3 tháng bị mấy vị hộ pháp đuổi đi. Ông nói người ta bỏ thuốc lắc ổng, cho ông nói chuyện gì ông cũng nói được hết. Khẩu nghiệp thích nói gì không có căn cứ. Có những người thời nay không có chánh kiến, cứ nghe giọng ngon giọng ngọt với các chàng, chỉ nhìn cái đầu cũng có tóc là khoái à. Bởi vì cho nên sau này dân chơi nó khoái cầu tóc đó, để nó cua gái cho dễ. Mấy bà Phật tử hôm nay không có tóc hả? Hay là Phật có chuyện đó nữa hả? Còn mình có tóc bình thường, mặc đồ đen đồ, hôm nay không có đeo đồng hồ, đại khái là ta chấp tướng nhìn ông nội này. Cái quan trọng con người phải hiểu những lời nào nói từ tâm, những lời nào nói qua miệng thì không biết nói qua miệng nha quý vị. Nói nãy giờ liên tu bất tận không có đề tài, nhưng mà lời thật đầu nghĩ tới đâu thì ai hỏi gì mình nói cái đó. Cho nên tại sao bây giờ trên TikTok hay là nhiều cái kênh á, họ lấy mấy cái này của chuyện nè, họ ngắt ra khúc nhỏ nhỏ là cũng đúng, làm cái đó là có phước á. Thế nào làm cái đó để mà giao duyên với nhiều người á, chỉ cần nghe cái ý đó thôi. Cái quan trọng là cái chút xíu đó cũng được. Chắc kỳ này chắc có nhiều người ngắt cái khúc mà từng rồi bị thầy la trách, thì ngài cũng không có trách mấy. Ngài chỉ nói xưng hạ tác quần thư là đức thầy tiên tri, ta tiên tri cho con, hôm nay con xuất hiện tại con không giải thích cho họ nghe cho rõ về con. Đức thầy nói kiểu đó mình cũng bó tay luôn, còn không biết còn giải thích kiểu nào nữa luôn á. Bốn rồng xuất hiện rõ ràng ràng á mà họ còn không sợ nữa, không biết đợi tới cái gì luôn á. Huống hồ chi chuyện mặc áo đời thì không được, chưa có đủ phước nha để mặc áo vàng. Nhưng mà cái gì khác hơn rất là nhiều vị áo vàng là ở chỗ này. Đó là thứ nhất, việc đã thời trước mặt cha ngày 16 tháng 3 năm 2017. Tài là tiền, con mà tham tiền con sẽ tự quỷ xác. Lúc đó kiệt thời với Phật, lúc đó Phật mấy vị Phật đứng đầy hết, rồi cha mẹ thì đó điện mẫu á, nhưng mà trong cái vô vi bự lắm. Rồi
đông lắm, ở ngoài rồng phụng bay, có cả triệu vị luôn á, chư thiên thánh thần đầy luôn trên núi Thiên Long Sơn. Năm đó cái kỳ quỳ xuống tài, con đùa con mà ham tiền, con quỷ xác không? Danh, danh tức là ham danh á. Lên mạng này là quý vị nghĩ ham danh không? Quá trời bị chửi. Mình làm chủ Di Mạch ở vùng này, Mỹ nó nghe tên Ngô Tuấn Kiệt là nó quảng hồn. Người Việt Nam mình thì tại mình không có làm nghề Việt Nam thì Việt Nam không có biết nhiều. Là uy tín đầy luôn. Vậy mà lên mạng rồi á, cả người Việt nhân viên gì đó nó chửi. Nó mày giàu mày rảnh ha, là không không là không phải danh rồi. Tài danh sắc. Sắc là đâu có ghệ gì đâu, đâu có đụng tới sắc, mà cũng không có đụng tới cái gì gọi là sang lắm mà đẹp lắm nữa, thường thường thôi. Chiếc ca lắc đó là 4 năm hãng nó mua cho thằng chủ trả thuế, rồi 4 năm nó đổi lại, có nghĩa là lease, mướn 4 năm đổi, cũng phải là của kiện nữa. Chiếc xe mình đang chạy nè, đúng không? Tài danh sắc. Thật, thật là ham ăn. Ở đây từ từ những người gần Việt mới hiểu, cho gì lạng đó thôi, không có bao giờ cái đầu nghĩ ra cái món ăn đó. Thì là ngủ, sẽ không có nhiều ngủ nữa. Ngày nào cũng 5 giờ là thức dậy, ngồi thiền xong rồi đi làm. Kiệt thời giữ được 5 món đó. Quý vị ở đây có nghĩ thử những vị thời nay á nha, áo vàng, dám thời cái đó không? Trời ơi, ông chỉ làm cái chữ tài thôi mà ông làm ông nổi vậy. Không chứ ông nào ông nói bây giờ bồ bịch tùm lum ở sau lưng nữa. Chỉ khác như vậy thôi. Nhưng mà cái thời xưa Phật Thích Ca ngày nó có nói trong kinh luôn á, ở thời mạt pháp, đại tử xuất gia, đại tử tại gia của ta, thấy ai mà làm lệ lạc cho quần sinh là đại tử của ta, còn ai mặc áo của ta mà không làm lệ lạc cho quần sinh đó là con của thiên ma, làm hư cái đạo. Cho nên giờ quý vị ngồi đây chỉ cần nhắm vào cái đó, cái của Kiệt thời thôi. Khi nào Kiệt làm sai á, Kiệt không có chết trên mạng cả mấy chục triệu người Việt Nam hay ở Mỹ, mà chết cái đám đệ tử gần mình cũng mệt. Phải không? Đồ có làm sao là thiệt vậy à? Cái bữa hổm từng rồi lên trên núi, có sáu số, có cái bảng sáu cái để trước cửa library á. Thứ nhất là không danh, không lợi, không vận động ra quỷ, là trúng hết mấy cái đó không? Không làm phiền ai phải không? Chỉ có một cái là không có chính trị. Cái người đó, cái này phải coi lại có chính trị không nghe. Chính trị có nghĩa là mình giận, mình làm thị trưởng, hay là mình làm cái gì đó, hay là làm chức gì. Còn cái này ở trên trời á, nó cũng là chính trị. Atula với Phật đấu với nhau, chánh với tà. Thế gian này cũng vậy, đạo cũng là chính trị. Thì mình nói hồi vòng vòng á, cũng là cái ác với cái thiện, đúng không? Còn cộng sản á, nó nói anh không có chính trị. Không chính trị có nghĩa là ngồi im re á, để cho mày làm gì mày làm. Ngày xưa Đức Phật đi qua thiền, con thằng ăn cướp Phật Thích Ca mình á, rồi nó sắp sửa giết hết cả thuyền, ngài cũng phải rút kiếm ra để nó một mũi ẹt. Nó giết cả thuyền sao? Mấy con nghĩ cái đó là chính trị không? Giữa thiện giả. Còn khi nào ví dụ tham chức làm thị trưởng hay này nọ thì khác. Ai là Phật. Cho nên sau này không có mệt với trên mạng, mà mệt với mấy đệ tử mình. Coi coi mình làm sai không, mất mặt lắm phải không? Tôi không có để mất mặt đâu, yên tâm. Có một cái tôi sẽ không bao giờ làm tất cả các đứa con họ thiên thất vọng. Một, đó là sự thật. Trên trên lột là ở thời nay
có một thiên tử duy nhất con của Thượng Đế xuống trần, đó là đang ngồi đây thôi. Đó là thiện. Cái thứ hai, tất cả những gì giáo hội nói trên mạng, nó là từ tâm. Và những chuyện vô vi, như mấy chị rồng, hay nói chuyện với mẹ, hay nói chuyện với Phật, hay mấy chị Bồ Tát, đó thiệt. Chưa bao giờ biết đặt chuyện lên nói, cũng không cần lý do để đặt. Ồ, tại sao anh gặp Phật, tôi không gặp Phật được? Tại cái người đó chấp, người ta mới hỏi lại. Còn khi lời chuyện nói ra, đó là sự thật. Cũng giống chuyện nãy, sáng, trước khi mình tới đây ngồi, thì ngày từng nào cũng họp với mấy vị trên trời. Thì mình nói thiệt, ủa sao bữa nay trời mưa mà mấy ổng không có bị dính mưa ta? Đó là cũng là thiệt đó. Và cũng là một cái mình học hỏi đúng không? Rồi mấy ngài cũng kể, ở trên trời hiện giờ những cái thành tinh nó cũng giống như trái đất của mình vậy nè, cũng có thiện có ác, rồi có Atula, có Phật đấu với nhau. Rồi những cái hành tinh khác cũng đang động đất, đang bị quỷ hoại đó. Rồi mấy vị mới nói chỉ có trái đất của mình á là được đại phước, là vì có kiệt đầu thai xuống, là vì có chư thiên chư Phật đầu thai xuống để mà sàng lọc, không có để tự không có để cho tự họ quỷ hoại trái đất lẫn nhau. Cũng giống như những thành tinh kia, nó cũng có những vũ khí lợi hại, nó bắn lẫn nhau, bể nát luôn cái thành tinh của họ. Còn cái trái đất này mấy vị cản lại. Nếu không Putin hay là Tập Cận Bình nó bắn 6.000 quả tiễn hạt nhân lên trời thử, mình có ngồi đây yên không? Đâu có yên được, mà Phật cũng không có cho chuyện đó xảy ra. Cho nên chưa ai dám nói là sẽ không có bom nguyên tử nổ. Một chuyện dám nói là mấy vị hứa rồi, không có bom nguyên tử nổ. Chưa có ai dám nói là chế độ cộng sản sẽ cai quản cái trái đất này hay là tiếp tục còn tồn tại. Thì 1.000.000% cộng sản sẽ đi như thầy Tennis, 4 cái dù còn lại của thiên ma sẽ bị cắt đứt khi không còn sử dụng nữa, để trả lại cái sự bình an cho trái đất. Mấy nghìn năm sau sống rất là hạnh phúc vui vẻ. Phải nghe cái đó không? Cái đó kiệt bảo đảm luôn, 1000% có. Mà những cái đài truyền thông, những người khác ta đâu có dám nói kiểu đó. Còn mình đài này á, nó siêu hơn truyền thông CNN hay là Fox nữa, hay đài Trần Nhật Phong nữa. Đài này đài của trên trời mà. Mà trời này trời thiệt nghe. Mình chỉ buồn cho những ai khác cái mình gọi là cái cách tu tập. Nhưng cách tu tập cái thiên tâm của mình là mặc đồ bình thường, tu trong hẻn, tu trong chùa, tu trên núi, đi cũng tu, đứng cũng tu, vô Costco cũng tu. Chứ không phải là mình tu theo kiểu mà bề ngoài cà gù cà gật. Mình không phải tu theo khi mình bệnh hay là mình cần vô chùa để mình có tạo nhóm họp đông người mình tu. Nó không phải, thiên tâm không có đó. Thiên tâm là tất cả mọi người đều lúc nào cũng phải hãnh diện là mình mang họ thiên, và mình phải làm sao để mà có bổn phận thuyết phục được những cái người mình gặp trong cái ngày đó. Tệ nhất á, những đứa con họ thiên, con của ông trời á, khi ra đường á, trong một ngày phải làm 3 người cười thì mới là con của họ thiên. Chứ không phải mình ra đường mình làm cho người ta phải bận tâm về mình hay là sân si về mình là sai. Thì bao nhiêu đó thôi, thì nó cứ tiếp tục từ thế hệ này sang thế hệ khác, cái thiên tâm sẽ thống nhất thế giới. Nó là chánh đạo về mặt của nhân sinh mình hữu hình. Còn về mặt vô vi, mấy cái chư vị lúc nào cũng gia hộ. Cũng giống như chị này cũng được gia hộ. Ở Việt Nam rất nhiều người được gia hộ một cách rất là màu nhiệm, khó có giải thích được.
cũng giống như từng nào từng rồi thì cũng có mấy người lên đây cảm ơn, nhớ không? Hồi nãy có ai nữa ta, đệ tử này nữa không, bệnh đúng không? Thì những cái đó đó tuy là có ba chữ nhắn tin, anh sẽ khấn phải không? Có hai chữ thôi phải không? Chú sẽ khấn cho con, chú sẽ khấn cho con năm chữ. Gì đà Phật, con được năm chữ là con hên rồi đó. Cái trái tim thôi là đã quý. Tự nó nhiều quá mình không có cái đầu đó mình suy nghĩ mình đánh cái gì. Thì khi hứa là phải làm, Bồ Tát là vậy, hứa là làm. Chứ còn thà cứ lơ, chứ nhiều quá chịu không có nổi, đông quá sao khấn. Nhưng mà bữa nào người nào có duyên hên hên á, cái nhiều lúc mà ngồi xả hơi trong hẻm hay đâu á, dò dò điện thoại, không phải cái này nha, cái kia. Đây đây, cái này là số trên mạng nè, 833-5399 là thằng này, thằng đen. Đen là toàn là chuyện u sầu không. Thằng này á, thằng này là khác. Nên có hai cái mà đâu phải lúc nào đi đâu cũng mang cái thằng 833-5399 đâu. Ít lắm. Mà ai hơn hơn á thì dò. Rồi bữa nay nữa ta quá trời luôn nè. Đó. Hiện bây giờ là có 3.000, ở đây là 3.000 mấy. Ở bên Zalo là 12.985, còn bên Viber là 2.800 mấy, bên bình thường là 3.000 mấy. Tổng cộng là cũng 8.000, 19.000 người đang chờ trở lại. Chưa tính email nó lơ luôn. Làm gì rảnh đâu ngồi mà tính đánh từ chữ kiểu đó. 5 chữ là mai rồi. Chú sẽ khấn cho con. Thật sự chú không có khấn. Chú chỉ nói mấy vị hình nè. Tại mấy vị lúc nào cũng đang đứng bên cạnh. Vì đang đứng đây nè. Hả? Là mấy vị là giúp thôi. Cũng như khi mình ngồi đây mình nói chuyện mỗi tuần cũng vậy. Người nào có trượt có dòng thì mấy vị ngó hết. Mặt nào. Mấy vị điểm danh hết. Là ai mà vừa vô nghĩa địa, có ông ma tới đây á, nó vừa lên cầu thang đằng kia thôi là nó quảng hồn bỏ chạy rồi. Thì nhiêu đó thôi là mình tới đây mình cũng thấy lấy vốn bữa nay rồi đó. Cười. Cho nên chị Ngọc mở Florida bả bay ở hoài. Chắc phải không? Cứ 2-3 tuần cứ bay ở hoài. Chỉ cần ngồi cười thôi là cũng hên, cũng lấy điển rồi. Có thiệt mà, mình không phải nói chuyện không có đâu. Có nhiều người á, là bữa trên mạng có người cảm ơn bệnh ung thư luôn á, mà mấy vị thần mà hộ có dấu thiên tâm á, mình không biết gì nào, ở bệnh viện cho gãy là người ta chạy rồi đó. Nhưng mà mấy vị chị cũng hết. Từ khi cái dấu hiệu của cha mà ban xuống mà ra đời, nó không phải là chỉ có Phật không nghe. Dĩ nhiên là Bồ Tát, Thánh, rồi mấy vị Thanh Văn, Duyên Giác, mấy vị A-la-hán nữa, rồi xuống nhỏ tới mấy ông thần, rồi địa tiên rồi nữa, đều là có bổn phận phải lo hết. Còn cái dấu thánh giá chỉ có mấy ông thánh thôi à. Còn nó giấu chữ dạng rồi ai hên gặp Phật A Di Đà rồi thôi. Nó cũng có mấy gì khác nữa chứ không phải mình nói không nha. Nhưng mà không phải là trách nhiệm. Còn cái này là có trách nhiệm. Tại vì nó là cái thuyền Bát Nhã, nó là cái cây đuốc của cái thời nay, và nó cũng là một cái cứu tinh của nhân loại của thời sàng lọc này. Mà không có quay lúc trước bị la, bây giờ hết bị la. Tại vì nói lo lo của tôi cho điển nó ba vòng vòng quạt gió vậy đó. Người ta không có phạm luật gì đâu. Ok bà con, nãy giờ ngồi bao lâu rồi? Xong chưa? Ê đích rồi phải không? Sorry, ê mong rồi phải không? Xin lỗi lớp 4 lớp
nói chuyện quên. Tiếng Nam quên. Em đệ tử bữa nay con chăm giống như nghiêm trọng quá. Ok, mấy người ở xa ở gần có ai hỏi gì nữa không? Chứ mình nói hoài cũng vậy. Chờ mai mốt tôi mặc áo vàng đi, tôi nói nhiều. Tại vì mình không muốn dành với mấy ông thầy, ông nói chuyện giảng đạo. Dạ, thưa sư phụ, có câu hỏi là sau khi biến thiên biến địa, con người có nhu cầu gì nhất? Thiên Nguyên Khanh hỏi. Làm gì làm, con người cũng phải giữ giới luật của thiên tâm. Và con người cũng phải giữ cái đức hạnh để mà sống còn. Khi cái trái đất này nó biến đổi, mình trước tiên tức là giữ mạng, giữ hồn, giữ cái đạo đức. Để khi mà sau khi bao nhiêu mình đã qua cái Covid, mình còn ngồi hôm nay, mình có đại phước rồi đúng không? 7-80 triệu người đâu có phước như mình. Trong đó biết nhiều người có bà con dòng họ. Sắp sửa chiến tranh như ngày 24 tháng 2 năm 2022 đó, cách đây 7-8 tháng. Đâu có ai ngờ 500-700 nghìn người tự nhiên đang sống sung sướng giàu có bình thường, bây giờ lăn đùng ra chết ở bên Ukraine với Nga, hai bên cộng lại. Cả bao nhiêu thanh niên của Nga, Xô á, nước Nga, nó đâu bây giờ nó đang có hamburger, nó đang có điện thoại, đang có đầy đủ sung sướng. Tại nước Nga nó nhiều dầu quả, nó giàu lắm. Mà đụng cái bữa nay á, nó phải bỏ gia đình, nó lén, nó trốn. Trốn cũng giống là thời xưa mà kiệt này năm 79 trốn đi vượt biên vậy đó. Chứ nó không bị bắt đi lính làm sao? Bây giờ thấy có vô lý không? À, thì cái đó là vì họ không có biết tu. Cái nước Việt hiện giờ lâm vào cảnh đại cùng khổ, đại cùng bi thảm, đại cùng buồn chán, đại cùng uể oải. Từ cái buồn chán uể oải với xã hội và đời sống gia đình, rồi thu nhập, rồi từ những người thân ở nước ngoài bây giờ cũng lâm vào cảnh khổ, cũng không giúp họ được nhiều. Họ đâm ra đi đi nhậu. À, lúc đầu thì nhậu bia không? Bia Mỹ thì không có chết. Cái sao cái không có bia Mỹ thì nhậu rượu đế, thì ba cái thuốc sâu của Trung Cộng á. Rồi sau đó là bia một chai ngàn của Trung Cộng á. Cho nên bây giờ tại sao biết bao nhiêu người Việt Nam chết ở cái tuổi từ 35 tới 45 rất là nhiều. Ung thư rồi này, đột biến rồi này kia. Tại vì cái chính sách của họ đi một người bệnh là bốn người phải nuôi. Mà cứ thế. Nên nhớ Mao Trạch Đông giết 80 triệu người không gướm tay, không đầy bao lâu. Cái nước Việt mình, ổng mà tụi nó mà không giết, nó giết trong vòng 2 tuần là sạch sẽ. Bây giờ tới tên không? Nhưng mà trước khi ra tài đó, ông anh nên nhớ nha. Ủa 6 triệu thằng bên kia nó làm gì ta? Ủa chắc nó ngu quá, nó không có ông nào đứng lên làm gì hết hả? Mình ở đây mình cứu người bệnh. Tại vì họ phải suy nghĩ. Và quý vị nên nhớ là cái gì mà của họ thích thì họ nói là đất của họ. À, cái lưỡi của nó có một khúc vậy nè, mà nó le làm sao mà nó dài như lưỡi con bò, nó nói là của nó. Thì thấy vô lý không? Cho nên có cái bài của bà chị viết á, lưỡi bò bị cắt đứt làm đôi đó. Ờ, có bài bữa mà Kiệt đọc á. Hãy nói thích là của nó. Hơi vô lý. Tới ngày hôm nay là tuy là Biden nghịch lại với ông Trump, nhưng mà cuối cùng cái gì đúng là đúng. Thí dụ như chuyện ở ngoài đường thì họ giữ một cái chính sách, đó là vẫn đi theo cái đường của ông Trump, thẳng tay với Trung Cộng. Thì hôm nay á, nó mà chiếm được Đài Loan á, là cái TSMC mà nằm trong tay của nó, Trung Cộng luôn, cả thế giới này đều đứng. Bởi vì mới tháng 10 á, nó có cái lệnh
cấm vận về hai thách, thì nó làm cho cả thế giới mất 1.2 trillion. Tất cả những cái hãng điện tử từ đây tới 4 tháng nữa không có sản xuất gì hết. Mình bị mất thu nhập, nhưng mà mình vui. Tự gì? Cái bức hình mà toàn thế giới này ngày xưa các chư vị nói á, là quỷ ma đó, nó đã chiếm gần hết trái đất này rồi. Lúc đó đó thì còn chưa có hiểu mấy vị nói cái gì. Mình chỉ biết trái đất này trượt nhiều quá, người ác nhiều quá, nó đen thui. Nhưng mà ở trên mấy chư vị về nói á, chút xíu nữa là nó sẽ nhuộm đỏ cái quả địa cầu này. Hôm nay cấm vận về Di Mạch thì là cả nước Tàu, cả một cái hệ thống, cái gì nó cũng liên quan con chip, thì coi như xong. Nó không đánh nó cũng thua rồi. Không có còn chip, điện thoại Huawei, bất cứ ngành nghề gì, viễn thông gì cũng đều phải ngưng lại hết. Ngay lúc này, nhiều lúc Kiệt ở trong cái ngành điện tử này Kiệt buồn. Buồn là vì 3 năm nay mấy đại ca thượng thiên để cho nhờ, ngay lúc này là cơ hội lớn nhất của nước Việt, lớn khổng lồ á. Nếu là Kiệt là bác Trọng hay là bác Chính là bác Phúc là đi ngoại giao, ok, tôi sẽ là con ghệ trung thành với anh, tôi sẽ không có phản bội anh nữa, tôi sẽ giữ cái IP của anh, đúng không? Là rước đi vô nhà, tôi sẽ marry với anh, tôi cưới, tôi tặng anh chiếc nhẫn, tôi không, chỉ có như vậy mới cứu dân tộc. Tại vì lúc này là lúc thằng Mỹ nó đang cần. Chứ giờ nó Apple hay là bất cứ công ty nào bây giờ cũng rút ra khỏi Trung Cộng hết, nó không có chỗ nó đi. Tại vì Việt Nam là 6 triệu chất xám và 100 triệu chất xám ở bển đang cần công ăn việc làm. Chất xám này nó chỉ có thích hợp với Di Mạch, nó không có thích hợp với ruộng lúa, và đồng thời nó cũng không có thích với những ngành nghề khác. Tại sao bao nhiêu cái vùng này, Silicon Valley này, bởi bàn tay người Việt Nam dựng lên? Đây có người mình khôn, con của thằng Nóng mà, con rồng cháu tiên mà, nó đưa qua Indo, nó đưa qua Mã Lai, nó đưa qua Thái Lan, làm có được. Nó theo cái trình độ của con người nữa và cái năng khiếu bàn tay nữa. Ở đây cũng vậy. Bao nhiêu công ty ở đây, quý vị có thấy công ty nào mà nó xin lỗi người Mỹ hay người Mỹ đang làm chủ không? Không có. Một là Việt Nam, Tàu cũng có mà ít, cái Mỹ trắng rồi. Người mình là chất xám lợi hại lắm á. Mà ngay lúc này á, là mình phải quyết định cho dân tộc của mình. Mình phải đi theo Mỹ. Đó là thượng thiên mà 3 năm nay cái kênh Ngô Tuấn Kiệt Official nói lên để mà cứu vãn dân tộc. 3 năm nay là có nhiêu đó thôi. Mấy ông đâu có thượng thiên. Cái nào mấy ông thích nghe chuyện nói thì thích, còn không thích nghe thì mà ông lơ. Thế mà đụng tới đảng mà mất đảng, nói bác Hồ là bị Trung Cộng nó trấn ém như chuồng gà vậy, nhốt gà. Thật sự cái xác ổng á là xác con gì mình đâu có biết. Con là còn có phước á, nhiều khi xác bằng sáp hay bằng mũ không chừng á. Mà cái lăng Ba Đình đó nha, bất cứ ai không cần biết chức vụ lớn nhỏ, người giàu hoặc người nghèo, học sinh, mà ai mà đi vô đó đi một vòng mà ra đó, bảo đảm cuộc đời không bao giờ tiến bộ. Nó có cái trượt ở trong đó rất là nặng, bị ém á. Không tin hỏi bao nhiêu người đi tham quan cái lăng đó đi. Kiệt nói là mình thương bác Nam Mơ, bác Hồ, mà Kiệt thích cha bạn đó lắm. Bác Hồ là vĩ đại đúng không? Thì mình phải đưa bác về trời. Kinh Phật nói là mình thương ai mình đưa người đó giảng sanh. Chứ mình không có nỡ lòng nào mình nhốt ổng ở đó hoài chứ được. Ổng cũng đâu có muốn ở đó. Bữa nay mình không đụng chạm tới ai nghe. Phải giảng sanh, phải thiêu bác, rồi mình phải thượng thiên, mình phải làm ghệ trung thành phải không?
mình phải đi uống coca chứ mình ăn xì dầu hoài không có được. Kỳ rồi con bắt tập vừa mới là nhậm chức mới, cái là bác trọng của mình qua bển chúc mừng mình. Không có đụng chạm mấy bác nhiều quá, khó dễ. Mà nói rồi Đức Thầy xuất hiện kia mới về được. Ông xuất hiện về nội mà tín đồ hòa hảo, hay là những cái người mà hòa hảo giả đó, hòa hảo của Cộng sản dựng lên nó quýnh mình cũng chết. Bánh hồi xưa có một lần Kiệt nói chuyện với Đức Phật Hoàng Trần Nhân Tông, ngài hiện về, ngài nói con có biết Yên Tử là đạo của ngài là có hai cái giả, có cái thiệt và cái giả, phải không? Rồi sau Đức Thầy cũng dạy Kiệt, con có biết Bửu Sơn Kỳ Hương cũng có thật và có giả, giả là gì? Cộng dựng lên. Rồi kinh điển của ta sửa hết trơn ông nói mà. Rồi Hòa Hảo càng giả luôn. Cái gì nói là cái gì cũng giả hết. Việt Nam bây giờ cái này mình phải nghiêm chỉnh để mình nói với mấy đại ca. Dạ thưa bậc trọng, dạ thưa bác chính, thưa bác Phúc, bác nào nữa ta, ông nào nữa, bác Huệ hả, bác Huệ có ông Huệ đang ở Las Vegas, mấy bác Thuận Thiên chơi với Mỹ để mà đem công ty Mỹ về, chỉ có đường đó thôi, ngoài ra không còn đường nào để binh hết. Bây giờ mình cù lũ tàn tàn á vậy mà thắng á. Đây con mây đi xanh đang lo cho bác Huệ. Mấy ông nội này kia rành lắm. Có con nguyên cái sớ táo quân này nè, từng ông mỗi ông chuyển tiền qua đây nhiêu làm gì có hết, làm gì nguyên cái danh sách. Ta nói biết nhiều á khôn quá cũng chết, cho nên mình phải giả ngu quá không à, giả khờ khờ vậy nè, ngu quá thì cũng bị hiếp cũng chết, biết thôi. Cho nên Kiệt chỉ biết thôi mấy đại ca, cũng không khôn không ngu. Nếu mà khôn á thì đâu có bị bệnh mấy đại ca với dư luận viên chửi thằng ngốc. Bị mấy bữa hôm mấy clip của mấy bên cao đồ và hảo giả đó chửi mình ngốc nữa. Nhưng mà lúc chửi cho đã đi rồi mốt á khẩu nghiệp uống một đời tu hành. Ok với Đà Phật, bữa nay nói chuyện nhiều đủ chưa bà con? Anh ơi cho em hỏi bà hỏi nữa cưới. Hỏi nãy, đi ngốc dạ. Này biết gì trả lời đó. Hồi nãy anh Kiệt nói á, ai mà vô lăng bác rồi là ngốc lên không được, cho hồi đó em lỡ vô rồi sao? Em có lỡ vô hả? Hàng chi em ngốc lên ông nổi. Hình chi em giờ có nhiêu chưa tới 5 feet nữa. Nó có nhiêu không có cao được. Vô lăng bác rồi cứ như vậy à. Ông ơi nói thật, tại trong đó Trung Cộng nó ém mặn. Ai mà đi một vòng lăng bác rồi là xong, xong cuộc đời. Tại vì khi mình trượt nhiều quá đó, nó mất hết cái điển thanh của mình luôn. Con người của mình sống là có energy nha, có hào quang, có điển. Con người nó có điển nhiều chừng nào mình mạnh khỏe, mình ít có bị bệnh. Và đồng thời lúc nào mình cũng tươi tắn hết á, mình cũng có nụ cười hết. Còn có người mà negative energy á, ít có cười lắm. Rồi lúc nào cũng nghĩ negative, lúc nào cũng nghi ngờ. Anh chị không có nghi ngờ ai chứ, ai nói gì cũng tin chứ. Dễ tin người lắm, ngu lắm bởi vậy mới ngốc. Giả ngốc cho dễ sống.
hoàng bào áo vải che thân mà nửa tăng nửa tục nói năng lạ lùng. Cái bài này á, sau này mấy vị kêu con đọc bài đó. Trời, cái bài này năm 1929 luôn á, mà tới ngày hôm nay mình mới biết là mấy vị viết cho trước khi mình ra đời nữa. Có cái bài đó đó, có ai đọc cái bài đó không, biết bài đó không? Hoàng bào áo vải che thân nửa tăng nửa tục nói năng lạ lùng. Đùa giỡn vuốt râu của rồng vậy đó. Có bài đó. Thật sự tối ngày mình vô ảng vuốt râu của con rồng tối ngày. Không, bài đó nói bây giờ chúng mày trang luôn á. Ở trong hãng Kiệt sống chung với hai ổng bự lắm, mà ổng bự bằng cái phòng này vậy đó. Cái mình hồi mình buồn, mình chứ mình than. Trời ơi sao mà đại khái là mình nói mình gặp đùa. Anh đọc cái bài đó cho nghe. Tôi còn có bài đó không? Gặp đùa đủ hạn râu có rộng mà có bài đó. Tìm được cái bài đó trên mạng bỏ nhiều lắm. Ok rồi, ai hỏi gì nữa không? Không hỏi thì thôi mình kết thúc bữa nay nha. Nhà nãy giờ mình tưởng đâu có mình nhóm đây chứ 1.500 người đang nghe nữa nè. Cái màn hình này còn bộ có lý nha. Cái gì? Có Hoàng Phan nói, Trúc Kiệt nói chính trị nhiều quá. Không hay chút nào. Nói em đâu nói chính trị đâu, nói em không. Chứ không lẽ giờ nói đạo. Đạo thì cũng nói rồi, nói kiểu như mấy thầy á, nghe rồi ngủ gục rồi ở ngoài quên hết trơn. Mình có cái này cái kia mình khai trí thôi mà. Xin lỗi, tùy tao bữa. Bữa nào hứng cái này nói đó. Chắc nãy giờ nói vụ cờ vàng cờ đỏ cắm ở Dinh Độc Lập, rồi mình nói vụ thiêu thiêu bác á, giảng sanh cho bác, cho nên cái này gọi là chính trị. Cái này nói thiệt có con dám cá không, một ăn triệu á. Nói chơi mà có thiệt á, nó bậy chúng bạ đó. Có một lần mấy vị nói cái này mình hơi mình không dám nói mà bữa nay mình nói. Có ngày mà bà Rồng Lửa bà vô tù á, cái trên mới nói mấy người này chỉ có chờ ngày về cứu thôi chứ không ai cứu nổi. Nghĩa là chờ cơ vận á, tại vì họ là đóng một cái màn kịch khổ nữa. Bữa giờ Đàm Vĩnh Hưng với Hoài Linh đồ đóng màn kịch khổ rồi phải không, xấu khổ, rồi Thủy Tiên đồ phải không, rồi tới bà Rồng Lửa cũng đóng màn khổ, rồi cái ông gì ta, mấy ông thầy tu mà tu giả đó cũng đóng màn khổ để cho cái xã hội này á, nó giống như tất cả những cái xấu của thế gian, những cái ung thư gì á cứ chỗ ra hết thôi, bệnh đậu mùa rồi cứ mọc ra hết, mụn gì đó mọc ra hết. Để khi cái thời vàng kim đó, chúng ta mới nhìn lại ngày hôm nay, thì lúc đó mình mới trân trọng Đức Phật Di Lạc, mình mới trân trọng một cuộc đời mới sung sướng thanh bình. Thì lúc đó đó mình vừa giàu có, vừa mạnh khỏe và mình vừa tu. Còn bây giờ á, mình sống ngày nào cũng thấp thỏm, chết bà không biết,
Thằng kia nhân uẩn bữa nay nó bắn qua tiễn tầm xa, rồi bữa nào nó bắn qua bên Cali mình thì sao ta? Thằng đó nó đói nó làm thiệt á. Ngày nào rồi hết kim nhân uẩn, cái đó mình nghĩ tới Putin. Thằng này giờ nó giống như chó điên rồi, đến đường cùng rồi, nó liều. Liệu làm thiệt nữa. Rồi tới bữa nay tới Tập Trung Bình cũng vậy. Hai bữa nay bà con cứ sợ là ảnh đem một đống xe tăng lên, giống như kiểu của Giang Trạch Dân ngày xưa mà ở Thiên Ân Môn á, mười mấy nghìn người đi một á. Quý vị nên nhớ, một năm Trung Quốc nó sanh ra dân số bằng một cái thành phố New York. Một năm mấy chục triệu người. Thì mình cứ nghĩ nước Việt mình mấy chục triệu người, nó cho uống bia chết lần chết mòn là nó từ bi lắm rồi đó. Nó không giết mình lần một là nó từ bi lắm rồi. Quá từ bi luôn á. Chứ như kiểu Mao Trạch Đông để cái rẹt 80 triệu người, ông đào cái hố khổng lồ đổ người ta xuống á, nó còn ngầu hơn, nó còn dữ dằn hơn là thời Hitler mà đi vô cái ống kính á, rồi cái người ta biến ăn lần khói á. Mà hôm nay những cái phim nó còn, mà có thời đó đó, có những người đứng coi rất là vỗ tay hí hửng. Một đống người Do Thái đi ngang cái biến thành làn khói. Nó có cái chất gì mà ghê gớm vậy. Cho nên mà từ mấy chục năm nay, mấy đại ca Tập Trấn Bình hay là Hồ Cẩm Đào hay là Giang Trạch Dân á, là từ bi á, theo người nghĩ là từ bi lắm, mới cho uống bia từ từ bệnh chết. Chứ còn nếu mà như kiểu mà thời mà cải cách của gì á, danh từ kia là gì ta, cái vùng đất là đó là bác Trường Chinh cài cái đầu của má mình, ba mình, thì của Việt Nam Bác Hồ giết mấy triệu người, cho nên Bác Hồ mới được thành Phật. Chứ ổng không giết mấy triệu người sao ổng thành Phật được. Thật là ở thì bản kia Bác Hồ là Phật, thì mình cũng phải nói Bác Hồ Phật. Nhưng mà Bác Hồ có giết mấy triệu người thiệt thì mình cũng có nói thiệt. Thì Trường Chinh này thương vậy đó, giết cha mẹ đó. Thì Mao Trạch Đông giết 80 triệu. Ok, nói hồi bà con nói mình chính trị nhiều quá. Thiên Minh Quang, con chờ bao lâu nữa chú ơi, dân Việt Nam mòn mỏi quá rồi. Thì phải hành căn phải không? Chứ bây giờ mình nên nhớ nha, những cái ác, những cái chế độ độc tài, những người ác, những người lãnh đạo không có lương tâm, thì mình cứ nghĩ giống như 100 triệu dân hay là 1 tỷ mấy người Trung Quốc, đâu phải ai cũng là người xấu đâu. Chỉ có đảng Cộng sản 40 triệu thằng mới là xấu, đúng không? Rồi mình nghĩ nó giống như đám mình là dân con tin vậy đó. Bây giờ mình làm mạnh thì con tin cũng chết, thằng ăn cướp cũng chết. Thì tất cả các con ở trong đó thì mình nghĩ là phải từ từ. Thì để cho những cái thằng cướp nó hết hơi, hết sức, hết tiền rồi á, thì con tin lúc đó cũng có đứa cũng ngất ngư á, thì phải chịu chung thôi à. Chứ không lẽ bây giờ để cái rầm chết hết thì con tin cũng chết và ăn cướp cũng chết sao? Phật trời không có như vậy. Cho nên mình phải, đó là cái nghiệp của mình phải gán chịu. Cho ở bển bây giờ á, là chỉ có một cái ngồi thiền, đọc kinh để mà qua được cái thời sàng lọc trong lúc này. Đó là lời khuyên duy nhất. Đó là món ăn tinh thần và món ăn của thể xác duy nhất trong lúc này, ngồi thiền đọc kinh, chỉ vậy thôi.